Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khách quý, quý văn khách đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, nhằm hỗ trợ các tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thông tin chi tiết và những lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu, cụ thể là những thay đổi về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và cách áp dụng mức thuế đúng khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào Liên minh châu Âu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp cùng các đơn vị hữu quan tổ chức hội thảo một số lưu ý về quy tắc xuất xứ và quy định của hải quan khi xuất khẩu hàng hóa vào Liên minh châu Âu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ngày hôm nay. Đến tham dự chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Về phía Cục Xúc tiến Thương mại, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Về phía diễn giả, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Minh Thảo, Phó Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương. Bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa, Phó phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương. Vâng, sau đây kính mời bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương có bài phát biểu chào mừng hội nghị. Kính mời bà. Kính thưa các anh chị đại diện doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có mặt tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, và đặc biệt là đông đảo các anh chị trên các cái nền tảng Zoom trực tuyến đã quan tâm tham dự cái hội thảo do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức. Và tôi cũng xin gửi lời chào mừng, chúc sức khỏe đến đại diện các anh chị hiệp hội ngành hàng cũng như là các trung tâm xúc tiến thương mại tại khu vực phía Nam cũng đã có mặt ngày hôm nay. Thưa các anh chị, thì thay mặt Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào mừng nhiệt liệt đến toàn thể các quý vị đại biểu, các anh chị, các doanh nghiệp đã tham dự buổi hội thảo một số lưu ý về quy định xuất xứ và quy định của hải quan khi xuất khẩu hàng hóa vào Liên minh châu Âu ngày hôm nay. Thưa các anh chị, thì Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, gọi tắt là EVFTA, được ký kết làm và đã đi vào thực thi được 2 tháng nay. Thì qua số liệu gần 2 tháng hiệp định chính thức đi vào hiệu lực, thì theo thông tin số liệu thống kê từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thì đến hiện nay đã có trên 7.200 bộ hồ sơ của doanh nghiệp Việt Nam xin CO mẫu EUR.1, đó là mẫu đi châu Âu á, đã được cấp phép với kim ngạch tính ước là khoảng 277 triệu đô la Mỹ đi 28 nước EU chỉ trong thời gian là 2 tháng vừa qua. Thì các mặt hàng theo chúng tôi thống kê được thì bao gồm chủ yếu tập trung vào ngành hàng giày dép, thủy sản, nhựa, các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, vali, và đặc biệt là có các mặt hàng như rau quả, sản phẩm mây tre đan, vân vân. Thì trong đó thì có nhiều lô hàng đã tới được thị trường châu Âu thông quan và được hưởng ưu đãi từ hiệp định này. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rõ rằng với nỗ lực của chính phủ Việt Nam cũng như là các cơ quan ban ngành thì hiệp định đã có tác động trực tiếp ngay và có hiệu quả luôn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Thì trong chuỗi hoạt động của các cái đơn vị Bộ Công Thương nhằm có thể cung cấp thông tin, hỗ trợ và giúp doanh nghiệp tận dụng được cụ thể những cái lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Và lần này thì hội thảo như chương trình ban đầu đã nói đó, nhằm mục tiêu là cung cấp thông tin cụ thể luôn để giúp các anh chị có thể giải đáp được những cái thắc mắc trong cái quá trình liên quan xin cái thủ tục làm giấy chứng nhận xuất xứ, cũng như là những cái thắc mắc liên quan đến khi chúng ta áp cái biểu thuế đối với hàng hóa của chúng ta khi xin các cái form mẫu xuất xứ vào thị trường này. Thì Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị của Bộ cũng như là các cái đơn vị bộ ngành bên như Tổng cục Hải quan để tổ chức hội thảo ngày hôm nay. Mời tham dự hội thảo lần này thì chúng tôi mời các anh chị diễn giả là các chuyên gia đang trực tiếp thực hiện các cái việc
liên quan đến cái việc cấp chứng nhận xuất xứ cho doanh nghiệp là những người hàng ngày tương tác với doanh nghiệp và triển khai cái công việc này. Do đó chúng tôi hy vọng rằng các anh chị diễn giả sẽ là người cung cấp những thông tin cụ thể và sẽ giúp cho các anh chị giải đáp được những thắc mắc một cách hữu ích nhất để có thể đem lại cái thông tin thiết thực cho doanh nghiệp mình. Và tôi hy vọng rằng hội thảo cũng sẽ cung cấp những cái thông tin để từ đó giúp doanh nghiệp chúng ta phát triển được các hoạt động xuất khẩu, tăng cường được cái hoạt động kinh doanh và đặc biệt là đẩy mạnh cái hoạt động giao thương về thương mại, đầu tư cũng như các hoạt động khác giữa Việt Nam và cộng đồng các nước châu Âu. Và cuối cùng thì tôi xin kính chúc chương trình hội thảo của chúng ta thành công. Chúc các diễn giả sẽ thuyết trình tốt nhất và các anh chị doanh nghiệp cũng như là các cái đại biểu tham dự ngày hôm nay sẽ thu nhận được những cái hiệu quả từ chương trình cũng như là có những cái câu hỏi, câu để có thể là trả lời những cái thắc mắc của chúng ta một cách hữu hiệu nhất. Và xin chúc sức khỏe của toàn thể các anh chị, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà. Trước khi đi vào nội dung chính thì tôi xin điểm qua nội dung chương trình ngày hôm nay như sau. Đầu tiên là phần trình bày về một số quy định mới của hải quan trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp vào Liên minh châu Âu do ông Phan Minh Thảo, đại diện Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Phần hỏi đáp liên quan đến thủ tục hải quan. Theo sau là phần trình bày liên quan đến quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu do ông Trần Ngọc Bình, đại diện Cục Xuất nhập khẩu và bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa, đại diện Cục Xuất nhập khẩu trình bày. Cuối cùng là phần hỏi đáp liên quan đến quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu vào thị trường EU. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời ông Phan Minh Thảo, Phó Phòng Giám sát, Quản lý và Hải quan đến với phần tham luận liên quan đến quy định mới của hải quan trong hoạt động xuất khẩu. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Kính thưa anh Trần Ngọc Bình, trưởng phòng xuất khẩu Bộ Công Thương, và kính thưa toàn thể quý vị doanh nghiệp có mặt tại hội trường hôm nay cũng như là có mặt tại điểm cầu. Thì được sự phân công của ban tổ chức thì tôi tên là Phan Minh Thảo, hiện là Phó Phòng Giám sát Quản lý thuộc Cục Hải quan Hồ Chí Minh, sẽ có một số nội dung trình bày đến các anh chị liên quan đến vấn đề là thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Thì theo như nội dung của ban tổ chức thì hôm nay là chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề là thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa xuất khẩu. Thì ở đây có cái phạm vi là đối với hàng hóa xuất khẩu vô Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi trình bày thủ tục hải quan thì tôi sẽ trình bày xuyên suốt vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan hàng xuất khẩu. Thì như chúng ta cũng đã biết thì hiện nay làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nói riêng cũng như là thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực thi theo các cái văn bản của luật hải quan năm 2014 cũng như là nghị định 08/2015 được sửa đổi tại nghị định 59/2018 cũng như là thông tư 38/2015 được sửa đổi tại thông tư 39/2018. Thì trong các cái văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan thì rất là nhiều nội dung và điều khoản. Tuy nhiên đối với hàng hóa xuất khẩu thì chúng ta cũng biết thời gian qua thì theo chỉ đạo của chính phủ cũng như là các bộ tài chính và các bộ ngành tổng hải quan thì cái vấn đề đơn giản hóa thủ tục nó cũng được triển khai rất là nhiều, và đến thời điểm này thì đối với thủ tục hải quan thì cũng có những cái điểm chính như sau. Thì trong cái nội dung trình bày thủ tục hải quan á, là tôi sẽ bao hàm gồm ba phần để cho các anh chị hình dung đối với hàng xuất khẩu. Thứ nhất là chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề là thủ tục hải quan. Thứ hai là vấn đề là các liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu. Và nội dung thứ ba liên quan đó là vấn đề thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Thì chúng ta cũng biết đối với hàng hóa xuất khẩu cũng như là nhập khẩu, khi mà làm thủ tục hải quan thì cơ quan hải quan là cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài vấn đề thực thi những cái quy định liên quan đến thủ tục hải quan thì cơ quan hải quan sẽ thực thi các văn bản pháp quy liên quan về chính sách xuất nhập khẩu, trong đó có cái thủ tục chuyên ngành, vấn đề liên quan đến hàng có phép không phép hoặc là cấm xuất nhập khẩu cũng như là kiểm tra các cái quy định về chuyên ngành. Thứ nhất là tôi đi vào cái nội dung thủ tục hải quan. Thì hiện nay các anh chị cũng biết là khi để thực hiện khai báo thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái đăng ký cái tài khoản đăng nhập vô cái hệ thống khai báo hải quan điện tử, gọi tắt là về hệ thống VNAC.
Cái hệ thống VNAC này là được của cơ quan chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam và đã được cơ quan hải quan triển khai từ những năm 2014 đến nay. Thì hệ thống này cho phép là các anh chị doanh nghiệp chúng ta được khai báo là 24/7, có nghĩa là vào mọi lúc mọi nơi, và hệ thống được khai báo trên hệ thống cái công nghệ nền công nghệ thông tin. Do đó là vấn đề là không gian, thời gian là chúng ta là rất là thuận lợi trong vấn đề này. Tuy nhiên thì là khai báo thì đối với tờ khai hải quan thì hàng hóa xuất khẩu thì chúng ta khai báo trên cái mẫu tờ khai. Đồng thời các cái tiêu chí tờ khai xuất khẩu thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ căn cứ vô cái mẫu số phụ lục 02 của thông tư 38 được sửa đổi bổ sung tại thông tư 39. Thì đối với hàng xuất khẩu là chúng ta biết là có khoảng tầm 60 tiêu chí xuất khẩu. So với nhập khẩu thì ít, nhưng mà chúng ta đếm những cái tiêu chí chúng ta khai báo tầm khoảng 60. Nhưng mà trong 60 tiêu chí này không phải là tất cả chúng ta đều khai. Ví dụ như có những tiêu chí như là nếu chúng ta ủy thác thì chúng ta phải khai ủy thác, nếu chúng ta nhờ qua đại lý thì chúng ta mới khai qua đại lý. Do đó là cái tiêu chí thì nhiều nhưng thực tế thì nó không có nhiều. Giống như là trong cái những cái phần khai báo này thì đối với hàng hóa xuất khẩu mà hàng có thuế, nếu chúng ta thực hiện việc bảo lãnh ngân hàng thì chúng ta kê khai các tiêu chí bảo lãnh vào, dẫn đến là nó khoảng tầm là 60 tiêu chí doanh nghiệp phải khai báo cái này. Và khi khai báo thì chúng ta khai báo theo hệ thống phần mềm, và chúng ta sẽ thực hiện việc là gì, thay vì trước đây chúng ta làm hồ sơ giấy thì hiện nay chúng ta làm được hồ sơ điện tử. Hồ sơ điện tử thì chúng ta được phép là gắn và đính kèm những cái file gọi là file chứng từ để chúng ta gửi truyền lên hệ thống. Và khi chúng ta truyền lên thì thay vì đóng mộc dấu như trước đây thì chúng ta sẽ dùng chữ ký số của doanh nghiệp mình để chúng ta xác nhận và để gửi lên hệ thống. Và hiện nay cái hệ thống VNAC Visit là hệ thống hải quan điện tử này á, thì gọi là tiếp nhận tự động. Trước đây là chúng ta là phải đến tờ trụ sở cơ quan hải quan để chúng ta làm thủ tục. Thì hiện nay cái hệ thống này là chúng ta được phép sử dụng trên hệ thống môi trường Internet. Chúng ta đăng nhập và chúng ta khai báo và hệ thống sẽ tự động tiếp nhận cái thông tin khai báo của chúng ta. Và theo về mặt lý thuyết là hệ thống trong vòng 1 đến 3 giây nếu mà chúng ta khai báo đầy đủ các tiêu chí thì hệ thống sẽ trả lại số tờ khai cho doanh nghiệp biết. Và trong cái tờ khai thì người ta sẽ phân luồng luôn là chúng ta là thuộc luồng gì để chúng ta biết. Ngoài vấn đề khai báo các tiêu chí theo cái phụ lục 02 thì chúng ta lưu ý là chúng ta khai mã loại hình tờ khai xuất khẩu. Tại vì hiện nay là cái việc mà khai báo là do doanh nghiệp tự khai tự chịu, nên chúng ta phải căn cứ vào cái loại hình xuất khẩu của chúng ta để chúng ta khai. Và cái quy định về mã loại hình thì được quy định tại công văn số 2765 ngày 1 tháng 4 2015 của Tổng cục Hải quan. Thì ở đây đối với hàng xuất khẩu thì tôi nghĩ chắc là chúng ta xoay quanh vấn đề là xuất, là nếu chúng ta không có hợp đồng, chúng ta là hàng của chúng ta sản xuất ra chúng ta bán thì chắc là xuất loại hình xuất kinh doanh. Xuất kinh doanh rồi xuất gia công, rồi xuất sản xuất xuất khẩu. Thì chúng ta sẽ khai báo cụ thể mặt hàng này. Và đối với những cái đặc điểm mà loại hình xuất thì chúng ta sẽ đối chiếu vô cái công văn 2765 để chúng ta xác định được. Ví dụ như là xuất kinh doanh là ký mã hiệu là B13. Ví dụ vậy, chúng ta khai lên cho nó cụ thể. Thì hệ thống mà khi hiện nay là khai báo điện tử, nghĩa là hệ thống sẽ là người tác nghiệp và xử lý dữ liệu cách anh chị doanh nghiệp khai lên, và họ sẽ phản hồi tự động, cơ quan hải quan sẽ không có can thiệp. Do đó là chúng ta lưu ý chúng ta làm cụ thể. Và để liên quan vấn đề là chúng ta khai, khi chúng ta khai chúng ta lưu ý là như tờ khai giấy thì chúng ta có thể là điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khi chúng ta có phát hiện ra những điều mà chúng ta khai báo không chưa phù hợp. Tuy nhiên đây là hệ thống điện tử, hệ thống hải quan điện tử này thì khi chúng ta khai vào rồi thì hệ thống sẽ chấp nhận dữ liệu và cấp số tờ khai cho chúng ta. Nếu chúng ta khai sai một trong 6 tiêu chí sau đây thì chúng ta sẽ không có sửa được. Đó là thứ nhất là mã loại hình, thứ hai là mã phân loại hàng hóa, thứ ba là mã phương tiện, phương thức vận chuyển, thứ tư là cơ quan hải quan, thứ năm là mã người xuất khẩu và thứ sáu là mã đại lý hải quan. Khi rơi vào một trong 6 tiêu chí này thì nếu chúng ta có sai sót thì chúng ta phải thực hiện khai báo để hủy tờ khai. Chúng ta hủy tờ khai để chúng ta khai một tờ khai mới. Mà chúng tôi lưu ý nè, vấn đề hủy tờ khai thì chúng ta biết là hiện nay là cơ quan hải quan đang thực hiện cái việc thông quan thủ tục hải quan điện tử. Mà muốn thông quan thủ tục hải quan điện tử thì phải dựa vào cái hệ thống
là hệ thống gọi là phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro. Do đó nếu chúng ta hủy tờ khai nhiều thì đương nhiên cái phần rủi ro và cái tiêu chí phân tích của doanh nghiệp chúng ta sẽ bị tăng số điểm lên, thì chúng ta sẽ có khả năng rủi ro cao là sẽ bị tăng cái tỷ lệ tờ khai. Đó là những cái chúng ta lưu ý, chứ không phải là chúng ta cứ khai đại lên rồi sửa thì cũng không nên. Chúng ta cũng phải, ngoài vấn đề cơ quan hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp chúng ta cũng phải cố gắng tuân thủ, để chúng ta làm sao mà hai bên cùng hợp tác để cái hệ thống này nó hoàn thiện, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Chứ nếu chúng ta hủy nhiều, hủy thì đương nhiên sẽ có những cái biện pháp chế tài dẫn đến là những cái thuận lợi chúng ta sẽ bị giảm đi. Về kế tiếp là tôi nói về hồ sơ hải quan. Thì hiện nay á, là hồ sơ hải quan chỉ quy định là có khoảng là 6 loại chứng từ, đó là quy định cứng thôi. Mình không phải tất cả hồ sơ nào cũng là phải 6 loại chứng từ này. Nếu chúng ta thuộc loại nào thì chúng ta phải xuất trình và nộp. Mà tôi lưu ý là hiện nay á, tờ khai hải quan là khai trên hệ thống điện tử, và hệ thống này cho phép chúng ta đính kèm những chứng từ mà chúng ta đã chuyển đổi thành chứng từ điện tử để chúng ta nộp lên hệ thống bằng chữ ký số. Do đó chúng ta không phải là cầm chứng từ đến để nộp, mà chúng ta sẽ đính kèm lên hệ thống tờ khai để làm thủ tục luôn. Thì về cơ bản, tờ khai xuất khẩu thì đó là bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ tương đương. Trong đối với trường hợp mà cái việc mua bán này của chúng ta là có việc thanh toán tiền. Đấy. Còn những trường hợp mà có những trường hợp chúng ta xuất phi vụ dịch hoặc là xuất biếu tặng gì đó thì chúng ta không có chứng từ thanh toán, thì cái hóa đơn cũng không phải là đối tượng phải bắt buộc. Chúng ta sẽ có một cái thỏa thuận gì đó để chúng ta kèm vô đó. Thứ hai là đối với hàng gỗ thì chúng ta có cái bản kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu xuất khẩu theo bộ yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng ta sẽ nộp một bản chính. Còn nếu mà hàng hóa mà thuộc diện giấy phép hoặc là giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì chúng ta cũng phải là xuất trình cái vấn đề này. Nhưng mà lưu ý là hiện nay á, các bộ ngành đang thực hiện triển khai đến vấn đề là cấp phép trên hệ thống một cửa quốc gia. Do đó là đối với những trường hợp mà chúng ta mà những bộ ngành và hoặc những cái thủ tục mà chúng ta xin phép ở các bộ ngành mà chúng ta được cấp phép điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia thì chúng ta cũng không cần phải xuất trình. Cơ quan hải quan sẽ căn cứ vô cái số tham chiếu mà chúng ta đã khai trên tờ khai đấy. Ví dụ là doanh nghiệp sẽ khai báo là chúng tôi nhập khẩu ABCD, xuất khẩu mặt hàng gì đó, hiện nay đang có cái số giấy phép được cấp cho một quốc gia số bao nhiêu, thì cơ quan hải quan sẽ căn cứ vô cái tham chiếu đó để chúng ta, cơ quan hải quan sẽ lên hệ thống để lấy ra, và chúng ta không cần phải xuất trình cái phần này. Kế đến là vấn đề là kiểm tra chuyên ngành. Thì nếu mà hàng hóa thuộc vấn đề kiểm dịch, kiểm tra chuyên ngành thì chúng ta phải xuất trình cái giấy kiểm tra chuyên ngành của cơ quan chuyên ngành, đó là một bản chính. Cũng tương tự như giấy phép, nếu trường hợp mà cơ quan chuyên ngành người ta đã kết nối lên hệ thống một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan cũng sẽ lên hệ thống để lấy cái chứng từ này để kèm hồ sơ. Bên cạnh đó là những cái cơ quan tổ chức mà chúng ta xuất khẩu hàng mà có điều kiện thì chúng ta cũng phải chứng minh về cái chứng từ mà đủ điều kiện để chúng ta làm thủ tục về vấn đề giấy phép. Đấy. Và chỉ lưu ý là đối với những cái giấy phép này, cái phần chứng minh này chúng ta chỉ làm một bản chụp khi làm thủ tục lô hàng đầu tiên thôi, và những lô hàng tiếp theo thì chúng ta không cần xuất trình. Ngoài ra thì nếu mà không phải là người xuất khẩu trực tiếp mà là có xuất khẩu ủy thác thì chúng ta phải đính kèm hợp đồng ủy thác. Do đó là tôi nói là hồ sơ hải quan nói là có 6 cái tiêu chí, 6 cái chứng từ, tuy nhiên tùy trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ xuất trình. Và về cơ bản thì nếu không có gì thì hồ sơ xuất khẩu tương đối là đơn giản, cũng không có chứng từ gì nhiều. Tôi trình bày thêm cái phần mà xử lý khi mà hệ thống tiếp nhận tờ khai. Thì như phần đầu tôi đã nêu, là hiện nay là cơ quan hải quan thực hiện việc tiếp nhận xử lý tờ khai trên hệ thống thông quan hải quan điện tử, là gọi tắt là VNAC. Thì hệ thống này là hệ thống được tiếp nhận tự động, tiếp nhận 24/7 các cái việc khai báo của doanh nghiệp và xử lý, và công chức hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra hồ sơ trong giờ hành chính. Thì ở đây khi mà tùy vào cái hồ sơ của các anh chị truyền lên, tùy vào chính sách mặt hàng, tùy vào cái tính pháp luật của doanh nghiệp, thì hồ sơ của anh chị sẽ được hệ thống phân vào 3 luồng như sau. Thứ nhất là luồng xanh, thứ hai là luồng vàng, thứ ba là luồng đỏ.
đối với trường hợp luồng xanh, luồng xanh là chúng ta hiểu là đối với trường hợp luồng xanh thì hồ sơ tờ khai của anh chị đính kèm sẽ được cơ quan hải quan cho miễn luôn. Chúng ta chỉ khai báo thôi, khai báo và đính kèm trên hồ sơ. Tuy nhiên là cơ quan hải quan không can thiệp vấn đề này và hệ thống sẽ tự động là sẽ đưa qua cái thông báo là hàng được thông quan. Và lúc này doanh nghiệp ở nhà sẽ nhận được một phản hồi là tờ khai chúng ta được thông quan. Thì lúc này chúng ta được phép dùng tờ khai này để làm các thủ tục tiếp theo để xuất khẩu lô hàng. Luồng hai, thứ hai đó là luồng vàng. Nếu mà tờ khai được hệ thống phân vào luồng vàng thì đối với lô hàng của chúng ta là sẽ phải là gì? Sẽ được cơ quan hải quan kiểm tra về chi tiết hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ việc giữa khai báo và chứng từ đính kèm của chúng ta. Và đồng thời á, là nếu mà hồ sơ đầy đủ phù hợp thì cơ quan hải quan sẽ thông quan đó, và hàng hóa chúng ta cũng sẽ miễn kiểm tra luôn. Và luồng đỏ là luồng là chúng ta phải xuất trình, phải kiểm tra hồ sơ và đồng thời phải xuất trình hàng hóa để kiểm tra thực tế hàng hóa. Thì theo như thống kê hiện nay thì khoảng 5% là rơi vào trường hợp là luồng đỏ thôi, là phải kiểm tra thực tế hàng hóa thôi. Còn lại là 95% là hàng hóa là được miễn kiểm tra. Và đối với hồ sơ mà được miễn kiểm tra luồng xanh thì hiện nay nó khoảng tầm là dao động khoảng 65%, 65-70%. Do đó là anh chị lưu ý là hiện nay đối với làm thủ tục hải quan, kể cả hàng xuất cũng như hàng nhập khẩu, thì cơ quan hải quan đã áp dụng cái gọi là phương pháp quản lý rủi ro. Doanh nghiệp tờ khai thì chịu và hệ thống sẽ xử lý cho các cái tờ khai này. Nên chúng ta lưu ý cái vấn đề khai báo là chúng ta khai báo cho nó phải là đầy đủ và đúng quy định. Thì đối với những cái trường hợp mà khi đã tờ khai luồng xanh luồng vàng đã được thông quan cũng như là tờ khai luồng đỏ và đã được kiểm tra thực tế hàng hóa thì chúng ta bước còn lại là chúng ta sẽ lên cảng để làm thủ tục mà xuất khẩu hàng thôi. Thì tôi cũng giới thiệu thêm là hiện nay từ năm 2019 đến giờ thì là hệ thống hải quan là vấn đề mà hàng hóa ra khỏi khu vực cảng là các anh chị đều biết là đã được làm bằng qua hệ thống tự động rồi. Trước đây thì chúng ta phải có cái động tác thủ công là chúng ta xuất trình hàng hóa tờ khai để được giám sát đóng vô cái tờ khai để chúng ta làm. Tuy nhiên hiện nay là đã được ngành hải quan đã áp dụng cái hệ thống điều hành điện tử thì hệ thống sẽ tự động kết nối để là xác nhận cái tờ khai của chúng ta. Cái phần mà xác nhận tờ khai trước đây á, là cái phần mà xác định cơ sở xuất khẩu á, là chúng ta phải dựa vào là gì? Dựa vào những chứng từ chúng ta đã xuất trình tại cơ quan hải quan cảng cũng như là cái phần đơn để chúng ta xử lý. Thì đến thời điểm này là chúng ta đều áp dụng hệ thống điện tử hết. Và đối với cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu thì đối với hàng hóa mà xuất khẩu qua đường biển, đường hàng không, đường thủy nội địa, cảng vận tải, đây là những cái nơi mà hiện nay là cơ quan hải quan đã áp dụng vấn đề là áp dụng cái hệ thống quản lý tự động vào. Do đó là cái việc mà xác định là tờ khai đã xuất khẩu hay chưa là được xác định vào là tờ khai đã được thông quan. Tờ khai được thông quan có nghĩa là gì? Tờ khai đã được thông quan, tờ khai được hệ thống thông quan điện tử xác nhận. Thì như phần trên tôi đã trình bày, đối với tờ khai luồng xanh là hệ thống tự động xác nhận cho anh chị là được thông quan. Còn tờ khai luồng vàng là sau khi công chức hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì sẽ xác nhận thông quan. Còn tờ khai luồng đỏ là sau khi kiểm tra thực tế hàng hóa, thì nếu hồ sơ thực tế hàng hóa phù hợp với khai báo thì sẽ được thông quan. Thì để là tờ khai có đủ điều kiện xuất khẩu để chúng ta làm các bước về vấn đề thanh khoản cũng như là quyết toán thuế nội địa đó, thì hàng hóa phải tờ khai phải được xác định thông quan và đồng thời và phải được xác nhận là hàng đã qua khu vực giám sát. Hàng qua khu vực giám sát thì ở đây là chúng ta lưu ý là tờ khai là nhiều khi doanh nghiệp chúng ta nhận được tờ khai rất là dễ. Tại vì sao? Hệ thống người ta phản hồi. Thì anh chị ở đây làm lâu cũng sẽ có nghiệm, nhưng nhiều người mà mới làm sẽ không để ý là chúng ta cứ thấy có số tờ khai được hệ thống phản hồi chúng ta in ra, nhưng chúng ta phải nhớ là kiểm tra lại cái trạng thái của tờ khai. Chúng ta chỉ sử dụng được những tờ khai mà khi cái trên trạng thái tờ khai xác nhận là thông quan đấy. Hoặc là ở đây đối với trường hợp tờ khai xuất khẩu là chúng ta phải hàng đã qua vườn giám sát. Tại vì nếu đủ những tiêu chí này thì chúng ta mới được hiểu rằng là cái quy trình xuất khẩu của chúng ta là đã xong.
và tờ khai của chúng ta là được hợp lệ, thì lúc này chúng ta mới dùng để sử dụng cho những cái việc là thanh lý nguyên vật liệu nếu có, hoặc là quyết toán thuế của doanh nghiệp thuế nội địa. Chứ nhiều doanh nghiệp không hình dung, hoặc là thuê dịch vụ thì chúng ta không để ý vấn đề này, thì nhiều khi chỉ nhận tờ khai về nhưng tờ khai vẫn chưa đủ. Tại hiện nay hệ thống hải quan làm điện tử nên là cơ quan hải quan là kiểm tra sau. Do đó vấn đề ví dụ doanh nghiệp khai báo vô hệ thống là hệ thống tự xử lý và hải quan sẽ kiểm tra lại, lúc này mới phát hiện là trên hệ thống còn nhiều tờ khai cũng của doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp người ta khai cho dịch vụ đi, họ khai cho doanh nghiệp của chúng ta, họ khai tờ khai số 1, họ khai xong rồi vì lý do đó họ thấy không đạt hoặc họ làm sai bước, họ bỏ, họ để trên hệ thống về rồi họ lại khai của tờ khai số 2. Đấy, thì cơ quan hải quan đối với luồng xanh thì rất là nhiều tờ khai nên nhiều khi sẽ kiểm tra không hết thời gian và có quy định là kiểm tra sau, do đó nên thời gian sau cơ quan hải quan mới kiểm tra mới phát hiện rằng là chúng ta còn tồn tờ khai hệ thống. Đấy, nên là chúng ta lưu ý là khi chúng ta nhận những tờ khai về thì chúng ta phải, đối với tờ khai xuất khẩu thì chúng ta phải, nếu chúng ta xuất khẩu theo đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa hoặc qua các cảng trung chuyển này, thì chúng ta lưu ý là tờ khai chúng ta phải đủ được các tiêu chí là đã được xác nhận thông quan và cũng như là đã qua vụ giám sát. Thì lúc này tờ khai chúng ta mới được hiểu rằng là xong hết các thủ tục hải quan. Còn đối với các hàng hóa xuất khẩu mà đi qua đường cửa khẩu đường bộ, đường sông, thì như tôi đã trình bày phần đầu là do hiện nay là cái hệ thống quản lý tự động của hải quan cũng mới áp dụng đối với cảng biển, cảng đường hàng không thôi. Còn các cái đường bộ thì hiện nay là chưa ứng dụng được. Tại vì để triển khai cái hệ thống quản lý tự động thì phải phối hợp ba bên, đó là cơ quan hải quan và đơn vị kinh doanh cảng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Mà hiện nay là cửa khẩu đường bộ thì chúng ta biết rồi, thì những cái cửa khẩu đường bộ thì cái cơ sở hạ tầng nó chưa đảm bảo được cái vấn đề này, nên là hiện nay là đối với cửa đường bộ thì tờ khai xuất khẩu khi đã được thông quan và được công chức hải quan xác nhận trên hệ thống, cái này là công chức hải quan phải làm thủ công đây. Còn cái đối với đường biển với đường không thì chúng ta là được hiểu là nó làm tự động. Ngoài ra có một loại hình nữa là các anh chị hay thấy là đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, tạm xuất tái nhập hoặc thay đổi mục đích sử dụng, quá trình mà khi chúng ta trước đây chúng ta nhập khẩu miễn thuế, chúng ta thay đổi mục đích sử dụng, thì đối với loại hình này thì tờ khai là chỉ cần đã được thông quan là được hiểu rằng là đã xong thủ tục. Tuy nhiên như tôi đã nói ở phần trên thì thủ tục hải quan rất đơn giản, tuy nhiên cũng cần cái sự là phối hợp của doanh nghiệp chúng ta là phải hiểu được các quy định. Tại vì giống như là khi chúng ta khai báo trên một hệ thống điện tử thì máy không phải là con người, nó sẽ không biết được rằng chúng ta khai sai để nó mà điều chỉnh lại. Nếu chúng ta khai đúng thì ra kết quả đúng, chúng ta khai sai ra kết quả sai, con người không can thiệp được. Do đó là qua một thời gian triển khai thì tôi sẽ có một số lưu ý để các doanh nghiệp chúng ta khi làm chúng ta phải cẩn trọng, và nếu có thuê dịch vụ thì chúng ta cũng đề nghị các dịch vụ chúng ta phải triển khai cái này nó nghiêm túc. Hiện nay đối với cái phần mà tờ khai, chúng ta có những trường hợp chúng ta một lô hàng, một container đi, chúng ta khai nhiều đơn hàng dẫn đến chúng ta có nhiều tờ khai. Nhiều tờ khai thì ở đây có hai trường hợp là nhiều tờ khai của một doanh nghiệp và nhiều tờ khai của nhiều doanh nghiệp. Thì tôi trình bày trước cái phần mà một lô hàng xuất khẩu, một container hàng xuất khẩu có nhiều tờ khai của một doanh nghiệp trước. Thì hiện nay là hệ thống hải quan quản lý tự động ở trên cảng, ví dụ như các lái đi, hiện nay đây, thì người ta quản lý cái số container là ra vào, là gọi người ta gọi là get in, get out. Thì người ta chỉ quản lý vào số container thôi. Và dựa vào số khai báo của anh chị là container này cho tờ khai nào. Do đó ví dụ tôi ví dụ là anh chị có một container là A đi, anh chị có 4 số tờ khai. Anh chị chỉ khai là không khai cái ghép theo cái mẫu số 15 phụ lục 2 của thông tư 38 39 sửa đổi bổ sung. Thì lúc này hệ thống không có hiểu rằng là công này đi cho tờ khai nào, mà hiểu rằng là khi anh chị đưa tờ khai số 1 vào thì mặc nhiên hiểu là cái công A này của tờ khai số 1. Và lúc này người trên hệ thống sẽ trả lại kết quả qua hàng đã qua vụ kiểm soát
cho đúng tờ khai số 1 đó thôi. Còn 3 tờ khai còn lại đi chung á, thì không có công để mà xác nhận. Đấy, thì dẫn đến là gì? 3 tờ khai kia mặc dù hàng mình đi chung công, nhưng mà hệ thống không xác nhận cho chúng ta là hàng đã vượt kiểm soát, thì rõ ràng là anh chị mới được cái tờ khai xuất khẩu của mình mới đủ một vế, đó là hàng đã thông quan thôi, thiếu hàng qua vượt kiểm soát. Dẫn đến anh chị sẽ khi mà đưa vô thanh khoản hoặc là quyết toán thuế đề gì đó thì chúng ta thiếu cái phần này, và hệ thống hải quan sẽ tồn rất là nhiều. Dẫn đến là cơ quan hải quan phải vấn đề là phối hợp với doanh nghiệp để rà soát điều chỉnh, thì nó sẽ tốn thời gian cũng như là cái quyền lợi của chúng ta. Do đó tôi lưu ý là khi chúng ta xuất khẩu một lô hàng có nhiều tờ khai chung một công, thì chúng ta thực hiện việc khai báo mẫu số 15 quy định tại phụ lục số 02 thông tư 38 và được sửa đổi tại thông tư 39 2018. Thì chúng ta khai báo gồm có 3 cái thông tin, trong này nó rất là nhiều chi tiết, tuy nhiên tôi thì nói là thứ nhất là thông tin chung. Thông tin chung ở đây có nghĩa là thông tin về doanh nghiệp của chúng ta. Thứ hai là thông tin hàng hóa đóng góp chung công, chung phương tiện chứa hàng. Đây là chúng ta nêu ra cái tên hàng của chúng mình. Nó có nhiều tiêu chí trong đó. Nói chung là trong này nó chỉ trích lục một vài tiêu chí của tờ khai xuất thôi. Và tiêu chí quan trọng đó là danh sách container. Thì chúng ta phải thực hiện là container này đi chung tờ khai nào, và chúng ta nhập khai báo cái này. Khi khai báo cái này thì hệ thống sẽ tự động tách cho chúng ta và sẽ chuyển cho chúng ta là container này là gồm 4 tờ khai. Thì khi mà container mà vào cảng, hệ thống xác nhận là container vào cảng để xuất khẩu, và container được dỡ lên, xếp lên phương tiện vận tải để đi xuất khẩu đi nước ngoài, hệ thống cảng gửi lên trên hệ thống dữ liệu hải quan, thì lúc này dữ liệu hải quan sẽ chuyển về và xác nhận lên 4 tờ khai rằng là container này đã được xuất khẩu, thực xuất khẩu, hàng đã vượt qua vượt kiểm soát, và 4 tờ khai này sẽ hoàn thành thủ tục hải quan. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà chúng ta là ví dụ như chúng ta là có một khách hàng ở nước ngoài, khách hàng đó lại có 2 đối tác ở Việt Nam sản xuất một mặt hàng, thì chúng ta khi xuất khẩu thì chúng ta cũng để giảm chi phí thì chúng ta thực hiện việc là ghép công chung công. Ghép chung công này là chúng ta có từ 2 tờ khai trở lên, và đồng thời là 2 đối tác là 2 doanh nghiệp. Thì đối với những trường hợp này sẽ không thực hiện cái việc mà khai báo theo mẫu số 15, mà chúng ta thực hiện việc là chuyển hàng hóa đến khu vực địa điểm kinh doanh tập trung hoặc là kho CFS để chúng ta thực hiện đóng ghép. Thì lúc này đơn vị kinh doanh cảng họ sẽ làm thực hiện thay nhiệm vụ của chúng ta, họ khai mẫu số 15 này, họ sẽ làm thay doanh nghiệp, họ sẽ làm. Thì lúc này tờ khai chúng ta nó mới đủ điều kiện. Chứ nếu chúng ta không thực hiện việc này mà chúng ta coi như là khai báo như một tờ lô hàng bình thường, thì chắc chắn một trong hai doanh nghiệp hoặc là một trong hai tờ khai đó sẽ có một tờ khai không đủ điều kiện qua phương xem xét. Và hiện nay là những cái việc này nó làm rất là mất công. Tại vì dữ liệu hải quan điện tử và cũng như hệ thống này là do Tổng cục Hải quan quản lý vấn đề ở trên Tổng cục. Nên tất cả dữ liệu gì phát sinh ở các chi cục cũng như tại Hải quan điện tử Thành phố Hồ Chí Minh thì phải gửi lên Tổng cục. Mà cho anh chị biết rồi, quản lý tập trung thì dữ liệu rất là nhiều. Tờ khai cả nước chúng ta một năm là 10 mấy triệu. Thì nếu chúng ta truy tìm cái này thì nó rất là phức tạp và lâu. Nên là chúng ta lưu ý chúng ta khai báo cho đúng. Tại vì cơ sở vật chất cũng như là cái phương tiện của ngành hải quan thì đã có, thì cũng mong các anh chị chúng ta khai báo cho nó đúng quy định thì nó sẽ không có tạo ra cái khó khăn cho chúng ta. Nội dung thứ hai đối với hàng xuất khẩu là tôi lý đến vấn đề là để cấp số quản lý hàng hóa, hay gọi là cấp số mã định danh. Thì đối với hàng hóa xuất khẩu thì hiện nay đối với hàng hóa mà qua khu vực cảng biển, cảng hàng không thì thực hiện việc quản lý hàng hóa tự động. Do đó là doanh nghiệp cảng người ta có số công nhưng người ta sẽ không biết được là số công này có tờ khai nào. Do đó là trước khi xuất khẩu, trước khi mở tờ khai, doanh nghiệp phải khai báo mẫu số 14 tại phụ lục 2, thông tư 39 để chúng ta khai lên hệ thống hải quan, và khi chúng ta khai, hệ thống hải quan sẽ trả về chúng ta một cái số, ta gọi là số quản lý hàng hóa hay là gọi là số mã số định danh. Chúng ta sẽ dùng cái mã số này để nhập vào cái ô số 2.24 trên tờ khai xuất khẩu. Đây là cái ô mà gọi là vận đơn,
Tại thường thường hàng xuất khẩu thì chúng ta có thể sử dụng cái này để ghi vào số hóa đơn. Khi anh chị nhập cái số mã số quản lý hàng hóa này vào cái ô 2.24 là cái ô vận đơn, thì mặc nhiên hệ thống sẽ chuyển đến cho chúng ta cái hệ thống này, cái container tờ khai sẽ chuyển đến hệ thống của doanh nghiệp cảng. Và khi doanh nghiệp cảng, khi chúng ta mang hàng tập kết, hàng đã được thông quan, chúng ta tập kết vào cảng, thì hệ thống cảng sẽ nhận diện ra được là mã số định danh tương ứng với tờ khai và số công này, và ta sẽ xử lý cho mình. Còn nếu chúng ta làm không có đầy đủ và đúng cái bước này thì là doanh nghiệp cảng không nhận ra được cái công của chúng ta. Do đó doanh nghiệp cảng lại lúc này lại phải liên hệ với cơ quan hải quan để làm thủ công. Mà như tôi đã nói phần đầu là hiện nay hệ thống quản lý tự động thì cái việc mà giao nhận hàng hóa container xuất khẩu cũng như nhập khẩu là giao lại cho đơn vị kinh doanh cảng, họ làm việc 24/7. Tờ khai của chúng ta đã được thông quan thì chúng ta mang vào lúc nào, nói chung cảng hoạt động là chúng ta mang vào được hết. Do đó là mà thông lệ thì tôi để ý thì nhiều doanh nghiệp cũng không ai đi trực tiếp từng lô hàng, mà có thể giao cho tài xế hoặc là một người đại diện cho nhiều container đi. Thì khi chúng ta không làm đầy đủ các bước, không lấy số quản lý hàng hóa, thì khi hàng hóa vào cảng thì sẽ bị giữ lại, ách lại, doanh nghiệp cảng không biết số nào để mà tiếp nhận. Thì nếu đêm hôm thì chúng ta biết rồi, cái sự phức tạp nó sẽ xảy ra cho doanh nghiệp của mình. Do đó là lưu ý là chúng ta phải khai báo cái số quản lý hàng hóa trước khi mở tờ khai. Lưu ý anh chị là trước khi mở tờ khai. Và cái số quản lý hàng hóa này thì được phép là cho một lô hàng thì sử dụng trong 5 mã này được. Chúng ta sử dụng cái này. Nhưng mà lưu ý là phải cùng một người gửi thôi. Mỗi một doanh nghiệp thì chúng ta lấy mã số quản lý doanh nghiệp và chúng ta sử dụng, chứ không lấy số mã số quản lý hàng hóa của doanh nghiệp khác nhập vào cho cái mã tờ khai mình là không được. Ngoài ra thì hiện nay hệ thống dữ liệu hải quan cũng còn phát sinh một số cái khúc mắc mà cũng từ cái vấn đề khai báo chúng ta, nên là tôi cũng đưa ra đây, đó là vấn đề tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Thì như chúng ta đã biết thì hiện nay cái hệ thống VNetMeSys thì người ta sử dụng chung một cái mã loại hình, do đó là không phân biệt tờ khai tại chỗ. Mà tờ khai tại chỗ là áp dụng là được thông quan hay là chưa để là cơ sở để xác định. Do đó là để hệ thống người ta hiểu, hệ thống máy nó hiểu được rằng là đây là tờ khai tại chỗ, và nó để nó tìm được cái tờ khai nó link nhau. Tại chúng ta biết là xuất nhập khẩu tại chỗ có nghĩa là gì? Xuất khẩu và đối ứng với nhập khẩu. Mà hai cái tờ khai này nếu mà đã mở xong thì nó được gọi là thông quan. Ví dụ xuất khẩu mở mà nhập khẩu chưa mở thì tờ khai xuất khẩu cũng sẽ không được thông quan. Đấy, do đó là để làm được điều này thì khi báo tờ khai xuất khẩu chúng ta lưu ý tại cái mục 2.58 tờ 2 đó, thì chúng ta nếu mà tại xuất khẩu tại chỗ thì ta sẽ đánh là thăng và xuất khẩu tại chỗ, ta đánh vào như vậy thì hệ thống sẽ hiểu và sẽ kết nối. Khi có tờ khai nhập đường thì ta sẽ kết nối vào đây. Tương tự đối với trường hợp mà doanh nghiệp mà xuất khẩu nội địa cho doanh nghiệp chế xuất, thì chúng ta biết là theo quy định tại điều 86 thông tư 38 thì đối với loại hình mà doanh nghiệp xuất khẩu nội địa làm cho doanh nghiệp chế xuất thì chúng ta sẽ thực hiện theo thủ tục là xuất nhập tại chỗ, nên là cũng phải nhập cái mã này vào đấy, để cho nó hệ thống người ta mới thấy được và nó link lại với tờ khai với nhau, thì lúc này tờ khai của chúng ta nó mới hoàn thành theo như cái phần cơ sở mà để xác nhận hàng xuất. Kế đến là vấn đề lưu ý với doanh nghiệp là hiện nay á, là chúng ta là đối với hàng xuất khẩu á, là chúng ta phải tập kết đủ đầy đủ hàng và thông báo 4 giờ trước khi vận tải xuất cảnh. Tại vì á, hiện nay là chúng ta khai báo thì như tôi nêu á, là khoảng tầm khoảng là 5% thôi, 5% là kiểm thôi, nên là 95% chúng ta được miễn. Nên một cái thông lệ chúng ta hiểu là mặc nhiên chúng ta được miễn rồi, nên là chúng ta sẽ bỏ quên cái quy định tại điều 25 của luật hải quan. Theo điều 25 luật hải quan thì đối với hàng xuất khẩu thì chúng ta phải tập kết đủ hàng thì chúng ta mới khai báo tờ khai.
Đấy, và vấn đề là nếu đối với hàng hóa mà xuất cảnh vận tải xuất cảnh thì chúng ta phải khai báo trước 4 tiếng. Lưu ý cái này. Ngoài ra thì vấn đề tờ khai thì tờ khai xuất khẩu cũng như nhập khẩu có trị giá làm thủ tục trong vòng là 15 ngày. Đây là cái khoản mà mở để chúng ta lưu ý chúng ta vận dụng là khi chúng ta làm thì những lô hàng mà chúng ta bị vướng về giấy phép hoặc như là kiểm tra ngành chúng ta mở tờ khai trước như vậy để chúng ta có một khoảng thời gian chúng ta làm những thủ tục liên quan tránh bị động trong vấn đề xuất làm tờ khai. Nội dung kế tiếp thì tôi xin trình bày đến cái phần tờ chứng nhận xuất xứ. Thì theo thông tư 11/2020 của Bộ Công Thương nội lực hóa cái hiệp định EVFTA thì đối với xuất xứ hàng Việt Nam xuất đi Liên minh châu Âu là có 3 cái mẫu chứng từ chứng nhận xuất xứ. Thứ nhất là mẫu Euro 1 mà của Việt Nam cấp thì do Bộ Công Thương hoặc là các cơ quan được ủy quyền cấp. Và thứ kế đến là cái chứng từ chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu có trị giá không quá 6.000 euro. Và một loại nữa là chứng từ chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù hợp quy định của Bộ Công Thương. Đây là cái quy định mà Bộ Công Thương nêu quy định trong cái thông tư 11. Tuy nhiên là theo thông báo 812 của Bộ Công Thương thì đến thời điểm này Việt Nam là sử dụng coi như là không có dùng cái tờ chứng nhận xứ của nhà xuất khẩu được đủ điều kiện mà sẽ dùng chung một mẫu. Đối với những lô hàng có trị giá hơn 6.000 euro thì sẽ sử dụng chung cái mẫu Euro 1. Euro 1 này thì cấp tương tự như các mẫu xuất hiện hành. Thì việc kê khai cái này thì chắc lát nữa anh Bình anh sẽ trình bày thêm thì tôi chỉ nêu tóm tắt để anh chị nắm này. Tuy nhiên có một điều là lưu ý là hiện nay theo pháp luật hiện hành thì hàng hóa xuất khẩu thì không thuộc đối tượng phải xuất trình chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục. Và hiện nay là chính phủ đã ban hành nghị định 111 về biểu thuế áp dụng đối với thực thi hiệp định EVFTA. Thì ở đây là tôi xin trình bày đối với cái phần hàng xuất khẩu thôi. Thì tại nghị định 111 có quy định là điều kiện để được áp dụng ưu đãi theo phụ lục 1. Phụ lục 1 ở đây được hiểu là phụ lục mà ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi khi xuất khẩu theo hiệp định EVFTA. Tại hiện nay chúng ta biết là chúng ta có hai cái biểu thuế, có một biểu thuế đang thực hiện mà cái nghị định 111 này mới ban hành để áp dụng cho cái hàng hóa xuất khẩu và EVFTA thôi. Còn đối với hàng hóa mà xuất khẩu bình thường mà chúng ta không áp dụng hiệp định này thì chúng ta làm thực hiện theo cái nghị định 57. Chúng ta lưu ý cái này. Thì để được áp dụng biểu thuế tại nghị định 111 này thì đầu tiên là được nhập cái hàng hóa xuất khẩu chúng ta phải được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại định EVFTA thì bao gồm là lãnh thổ Liên minh châu Âu gồm 27 nước theo phụ lục 3 và kèm theo nữa là Vương quốc Liên hợp Anh và Bắc Ireland, hai cái nước này nữa là tính ra là chúng ta có là 29 nước. Đồng thời phải có chứng từ vận tải, phải có bản sao thể hiện đích đến là các lãnh thổ quy định tại cái điểm vừa nêu, điểm A. Và quy định điều kiện tiếp theo đó là phải có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các vùng lãnh thổ được quy định tại điểm A nêu trên, bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh. Các anh chị lưu ý là cái vấn đề này là phải, có nghĩa là cái này là điều kiện tiên quyết rồi. Nghị định 111 ban hành như vậy thì khi chúng ta muốn áp dụng cái mức thuế trong cái biểu thuế EVFTA tại nghị định 111 thì chúng ta phải thỏa mãn 3 điều kiện nêu trên. Đồng thời là hiện nay cái thủ tục áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi theo định EVFTA có quy định này thì đối với tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan là thực hiện kê khai tờ khai xuất khẩu áp dụng thuế xuất khẩu theo cái biểu thuế mà nghị định 57 của chính phủ và các văn bản sửa đổi nếu có. Có nghĩa là vào thời điểm xuất khẩu thì chúng ta vẫn khai báo theo thuế xuất theo biểu thuế hiện hành.
chúng ta thì như tôi nêu phần đầu là chúng ta không có xuất trình xuất xứ cho từng ai xuất khẩu, mà cái xuất xứ chúng ta xin Euro 1 đấy thì chúng ta là sẽ xuất trình ở nước nhập khẩu. Và trong cái thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký được khai xuất khẩu, người hải quan sẽ nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định cái phần nêu trên, đó là phải có tờ khai xuất khẩu, rồi tờ khai nhập khẩu của nước mà mình xuất vào. Cái đó là vận tải đơn bằng sao. Thì lúc này sẽ được áp dụng biểu thuế ưu đãi tại Nghị định 111. Và nếu chúng ta để quá thời hạn 1 năm, có nghĩa là chúng ta làm không quá 1 năm. Còn đương nhiên là khi chúng ta có đủ những điều kiện, đủ những chứng từ theo quy định thì chúng ta sẽ nộp, có thể là thời gian nào đó, nhưng mà không được quá 1 năm thì chúng ta sẽ được hưởng cái phần này. Và cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận những chứng từ chúng ta nộp để kiểm tra, xác định xem phù hợp hay không. Nếu phù hợp thì doanh nghiệp sẽ được hoàn lại phần nộp thừa, phần chênh lệch nếu có. Đó là chúng ta thấy là cái này là chính phủ mới ban hành cái nghị định này. Tôi đi xin chuyển qua đến cái phần chuyên ngành. Thì thực ra đối với hàng hóa xuất khẩu thì quy định của pháp luật Việt Nam cũng cơ bản là cụ thể, và những mặt hàng nào mà chủ yếu là vấn đề là liên quan đến cái nước nhập khẩu sở tại, người ta có những quy định nào thì ở đây sẽ thực thi. Tuy nhiên là tôi cũng điểm qua một số cái nội dung mà mới. Hiện nay có một cái nghị định mới, đó là nghị định 102/2020 ngày 1 tháng 9, là sắp tới cái hiệu lực ngày 30 tháng 10, liên quan đến vấn đề ngành hàng gỗ. Thì những doanh nghiệp nào làm gỗ chúng ta lưu ý, thì hiện nay quy định đối với quản lý chung về gỗ, tại vì chúng ta biết các hiệp định EVFTA thì có cái điều khoản này về gỗ hợp pháp, nên là chính phủ có ban hành này. Thì những doanh nghiệp nào chúng ta làm những cái ngành hàng này thì chúng ta lưu ý, cái nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10. Trong này có rất nhiều điều khoản mà chúng ta phải thực thi. Tuy nhiên cũng có những cái nội dung liên quan đến hải quan, nên tôi sẽ trình bày thêm cái phần này. Về quy định chung quản lý gỗ xuất khẩu thì gỗ xuất khẩu phải đảm bảo hợp pháp, được làm thủ tục xuất khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Gỗ xuất khẩu được quản lý theo loại gỗ, thị trường xuất khẩu trên cơ sở kết quả phân loại doanh nghiệp. Có nghĩa là cơ quan quản lý họ sẽ phân loại doanh nghiệp theo hai nhóm. Đó. Thì cụ thể trong quy định 102 đã được nêu. Và ngoài ra là gỗ xuất khẩu phải có giấy phép CITES hoặc giấy phép FLET hoặc bản kê gỗ theo quy định. Chúng ta thấy một khái niệm mới mà trong hiệp định EVFTA đã được đưa vào đây, đó là khái niệm FLET. Thì cái chứng từ này sẽ được quy định để cấp để chúng ta bổ sung trong vấn đề cho là khi xuất khẩu nộp cho nước sở tại nhập khẩu. Và lô hàng xuất khẩu đã được cấp giấy phép FLET được ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan theo định của pháp luật hải quan. Thì cái khoản 4 này quy định vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên là như tôi trình bày phần đầu thì hiện nay đối với thủ tục hải quan thì hàng xuất khẩu là cơ bản là đã rất là thông thoáng, tạo thuận lợi và cũng như cái cắt giảm thủ tục rất là nhiều. Thì không biết là sắp tới là Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn như thế nào về ưu tiên. Tuy nhiên là ở đây có một điều khoản ghi rằng là nếu có giấy phép này sẽ được ưu tiên. Ở đây có một cái điểm lưu ý là nếu chúng ta là những doanh nghiệp xuất khẩu về gỗ, ngành hàng gỗ, thì chúng ta xem nghiên cứu nghị định 102 để xem nếu chúng ta mà thuộc đối tượng mà phải kiểm tra gỗ, xác nhận gỗ trước khi xuất khẩu thì lưu ý để xem cái phần này. Tại vì khi mà chúng ta mà không, nếu mà chúng ta là ở đây tôi nói là cụ thể là doanh nghiệp nhóm 1 mình được hiểu là những doanh nghiệp mà giống như bên cơ quan quan là doanh nghiệp chấp hành tốt đó, có thời gian hoạt động trên 1 năm, chấp hành tốt và có những cái điều kiện ta đưa ra tại điều số 12, điều 12 ta quy định cụ thể này. Còn nếu chúng ta không phải là nhóm 1, là không phải chấp hành tốt thì chúng ta rơi vào nhóm 2. Mà khi rơi nhóm 2 á, thì tôi cũng nêu là các anh chị nghiên cứu thêm tại mặt hàng gỗ nhóm 2 thì để xác nhận cơ quan sở tại xác nhận đó là cái cơ quan kiểm lâm á, thì họ sẽ kiểm tra hàng hóa chúng ta trước khi xuất khẩu. Nên là nếu chúng ta làm ngành hàng xuất khẩu, chúng ta lưu ý cái điểm này nó cũng mới. Và chúng ta phải có một sự chuẩn bị, nếu mà chúng ta không thì chúng ta hình dung là cơ quan nội địa kiểm lâm họ sẽ kiểm trước lô hàng xuất khẩu rồi mới đầu chúng ta mới thực hiện khai báo.
thì nó sẽ có một khoảng thời gian là chúng ta phải xử lý nếu phát sinh những vấn đề mà chúng ta sai sót. Và lưu ý nữa là lô hàng gỗ có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng trong nước xuất khẩu sang thị trường EU thì không cần phải xác nhận. Đó là cái vấn đề xác nhận á, thì có hai phần lưu ý đó. Có nghĩa là nếu chúng ta thuộc nhóm 1 thì chúng ta yên tâm. Thuộc được khi được phân loại theo điều 12 nghị định 102, chúng ta được phân loại nhóm 1 thì yên tâm, còn nếu không được nhóm 1 thì chúng ta lưu ý để chúng ta cân đối với thời gian khai báo để chúng ta làm thủ tục cho nó thuận lợi. Và thứ hai nữa là đối với lô hàng gỗ có nguồn gốc mà từ gỗ rừng trồng trong nước, đây là được hiểu là hợp pháp, thì khi đi xuất khẩu do Âu thì không cần phải xác nhận điều khoản này. Đây là điểm mới tôi xin trình bày để anh chị nắm luôn. Thì trong nghị định 102 có quy định là khi xuất khẩu phải có xuất trình hồ sơ gỗ xuất khẩu gỗ như sau. Đấy là ngoài cái những cái hồ sơ mà đã quy định theo luật hải quan thì chủ gỗ phải nộp cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai một trong các chứng từ sau. Thứ nhất là cái trường hợp gỗ mà thuộc phụ lục CITES thì phải có bản chính hoặc bản sao, bản điện tử giấy phép CITES xuất khẩu do cơ quan thẩm quyền CITES Việt Nam cấp. Thứ hai là trường hợp gỗ không thuộc phụ lục CITES thì nếu mà trường hợp lô hàng xuất khẩu sang thị trường EU thì phải xuất khẩu bằng xuất trình bản chính hoặc bản sao, bản điện tử giấy phép FLET. Chúng ta lưu ý cái này. Hoặc là lô hàng xuất khẩu gỗ sang thị trường ngoài EU thì trường hợp chủ gỗ là nhóm 1 là thì sẽ có bản chính, bản kê xuất khẩu gỗ do chủ gỗ lập. Trường hợp mà chủ gỗ không phải là doanh nghiệp nhóm 1 thì phải nộp một bản chính, bản kê khai xuất khẩu do chủ gỗ lập có xác nhận của cơ quan quản lý kiểm lâm sở tại. Chúng ta hình dung là cái này là sau này khi chúng ta xuất khẩu gỗ thì ngoài những cái chứng từ theo quy định của pháp luật hải quan thì chúng ta phải xuất trình những cái hồ sơ chứ là chứng từ mà theo cái nghị định 102 đã quy định tại đây. Trường hợp mà chủ gỗ đã hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lô hàng nhưng ủy thác cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì ngoài một trong các chứng từ quy định tại phần 1, phần 2 nêu trên thì doanh nghiệp ủy thác phải gửi kèm bản sao hợp đồng ủy thác. Và chúng ta lưu ý là giấy phép FLET phải được cấp trước thời điểm đăng ký tờ khai. Vậy là chúng ta hình dung là khi chúng ta xuất khẩu gỗ thì chúng ta phải đối chiếu xem là hàng hóa có thuộc phụ lục CITES hay không để chúng ta xin cái giấy phép về CITES hoặc giấy phép FLET. Tại vì khi chúng ta đăng ký tờ khai thì đăng ký tờ khai thì cái giấy phép FLET mà chúng ta xuất trình đó, thì nó phải có trước ngày đăng ký tờ khai. Mà anh chị lưu ý như tôi đã nói là hiện nay đó chúng ta khai báo tờ khai xuất khẩu như nhập khẩu là chúng ta khai báo trên hệ thống. Hệ thống tự tiếp nhận là chúng ta khai lúc nào là hệ thống ghi nhận ngày giờ lúc đó. Không ai mà điều chỉnh, mà cũng nhiều khi sau thời điểm đó khai được ngày hôm sau công chức mới phát hiện thì chúng ta mới đi xin giấy phép thì cũng nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là hợp tờ khai không hợp lệ. Nên chúng ta lưu ý cái này, chúng ta phải thực thi cho nó nghiêm. Tôi xin trình bày sơ về cái giấy phép FLET, các quy định về giấy phép FLET. Thì cái giấy phép FLET này được cấp cho một lô hàng gỗ hợp pháp thuộc phụ lục 3 của một chủ gỗ xuất khẩu hoặc tạm nhập tạm xuất đến cửa khẩu nhập đầu tiên vào thị trường EU. Một lô hàng xuất khẩu gỗ vào thị trường EU chỉ được cấp một giấy phép FLET và được cấp trước thời điểm đăng ký tờ khai như phần trên tôi đã nêu. Thứ ba là giấy phép FLET được cấp theo hình thức giấy phép điện tử. Thì ở đây là quy định đó là điện tử. Tuy nhiên là vấn đề nếu mà điện tử có trục trặc thì chúng ta vẫn được cấp bản giấy. Rồi đối với cái lô hàng gỗ mà hỗn hợp mà không thể kê khai hết các thông tin theo yêu cầu lên giấy phép FLET thì các thông tin định tính và định lượng liên quan đến lô hàng sẽ được kê vào bản mô tả hàng hóa bổ sung theo quy định tại cái nghị định 102, đó là cái mẫu số 09. Đối với lô hàng là sản phẩm gỗ có thuộc phụ lục CITES và không thuộc phụ lục CITES xuất khẩu vào EU thì được cấp chung một giấy phép là CITES. Ở đây có nghĩa là gì? Đối với một lô hàng mà sản phẩm gỗ mà chúng ta sử dụng là nhóm gỗ là một là vừa là thuộc CITES và vừa là không thuộc CITES
Tại vì ở trên đã nói rồi, nếu thuộc phụ lục CTS thì sẽ xin giấy CTS, mà không thuộc phụ lục CTS thì sẽ xin giấy flat. Ở đây thì ta nêu là đối với lô hàng này thì không thuộc CTS và không thuộc CTS thì sắp cấp chung vào chung một mẫu, đó là CTS thôi, không cấp mẫu flat. Tuy nhiên được hiểu rằng là cấp chung mẫu nhưng mà trình tự thủ tục mà để hồ sơ chúng ta nộp thì mẫu nào theo mẫu đó. Ví dụ mẫu mà thuộc CTS thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ theo phụ lục CTS, còn không thì chúng ta nộp theo cái cấp giấy flat đó, chúng ta lưu ý đó. Còn có một lưu ý nữa là lô hàng gỗ xuất khẩu vào thị trường EU mà đã được cấp giấy CTS thì được miễn trừ giấy flat. Các anh chị lưu ý cái đó, là người ta cho miễn trừ, có nghĩa là mình hiểu là giấy CTS nó sẽ cao hơn đó. Kế tiếp là tôi xin trình bày vấn đề kiểm dịch, kiểm dịch thực vật. Thì đối với kiểm dịch thực vật thì các anh chị cũng biết rồi, thì chúng ta sẽ thực thi theo cái luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Ở đây nó có, tôi đưa ra cái đó là điều 33, chúng ta xem về cái trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu qua cảnh. Bên cạnh đó là chúng ta thực thi theo cái thông tư 30/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các cái danh mục mà quy định về danh mục mà phải kiểm tra thực vật. Kế đến là cái thông tư 33/2014 sửa đổi bổ sung thông tư 30/2017 cũng như là thông tư 34/2018 về vấn đề quy định trình tự thủ tục và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu qua cảnh. Thì chúng ta lưu ý khi là cái hàng chúng ta thuộc đối tượng là kiểm dịch thực vật thì chúng ta sẽ xem cái những văn bản lưu trình trên. Tuy nhiên là tôi lưu ý là hiện nay theo quy định cũng như của ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Phát triển Nông thôn, thì đối với hàng kiểm dịch, hàng xuất khẩu thì hầu như chúng ta chỉ xuất trình cơ quan quan khi nước sở tại nhập khẩu yêu cầu. Còn hầu như là chúng ta được cái này là chúng ta xin cấp cái giấy thực vật kiểm dịch thực vật này khi mà bên nước nhập khẩu yêu cầu thôi, còn cơ quan quan thì không có yêu cầu xuất trình cái này. Đó là cái có một văn bản của Bộ Nông nghiệp đã yêu cầu phần này. Liên quan đến vấn đề kiểm dịch động vật, kiểm dịch động vật thì chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề là tại luật thú y. Luật thú y thì ở đây tôi có chỉ ra một số điều là liên quan đến cái vấn đề kiểm dịch động vật, đó là điều 37 quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, điều 41, điều 53, rồi điều 56, điều 57. Thì ở đây cụ thể như vậy thì các anh chị tùy vào đối tượng của mình thì mình có thể vào đây xem để biết được cái trình tự chúng ta làm. Ngoài cái luật thì có hai cái thông tư, đó là thông tư 25/2016 được sửa đổi tại thông tư 35/2018 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, cũng như là cái thông tư 26/2016 được sửa đổi tại thông tư 36/2018 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, chỉ hai cái thôi, trên cạn và thủy sản. Thì chúng ta vào đây xem nó có cả danh mục mặt hàng rồi cũng như trình tự thủ tục để chúng ta kiểm làm thực hiện cái này. Liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu thì chúng ta sẽ căn cứ vô thông tư 48/2013 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng ta thực hiện cái này. Ở đây có những cái tại cái điều 1 về hồ sơ thủ tục và thẩm quyền kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thẩm thủy sản xuất khẩu. Rồi cái chương 3, tại chương 3 quy định về kiểm tra cấp chứng thư cho thực phẩm thủy sản xuất khẩu thì chúng ta xem ở tại mục 1, mục 2, mục 3. Chúng ta tùy theo cái yêu cầu của nước sở tại thì chúng ta sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để chúng ta được cấp những chứng thư này. Thì ở đây trong những cái văn bản về kiểm tra an toàn thực phẩm thủy sản thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương sẽ quy định về cái quy định thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ là trách nhiệm chính chủ trì nếu trường hợp mà các cái phần kiểm tra an toàn thực phẩm mà liên quan đến từ hai bộ trở lên, để chúng ta biết cái điều này để chúng ta liên hệ khi phát sinh. Kế đến là vấn đề là đánh bắt thủy sản, thì như chúng ta đã biết hiện nay thì
châu Âu đang áp cái thẻ vàng đối với Việt Nam theo quy định EU đó, thì chúng ta cũng lưu ý nếu những doanh nghiệp chúng ta làm ngành thủy sản thì cũng tuân thủ các cái quy định của châu Âu để chúng ta làm, tại vì hiện nay nếu mà thẻ vàng thì các anh chị biết là nó, thay vì chúng ta không bị thẻ vàng thì chúng ta sẽ được nhập khẩu vào và được thông quan. Bây giờ thẻ vàng thì chúng ta bị phải kiểm tra, hầu như lô nào cũng kiểm tra, thì về thời gian là chúng ta bị chậm trễ so với các lô hàng khác rồi, nó sẽ tăng thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi chúng ta sẽ thâm nhập vào thị trường của châu Âu. Thì cái này là tôi cũng đưa ra cái nội dung mà chúng ta lưu ý thôi, để chúng ta là thực thi cho đúng những quy định trong cái hiệp định EVFTA cũng như là các quy định của châu Âu hiện nay người ta đang áp cho mình. Thì có nhiều diễn biến ở đây đấy, thì từ 2017 đến áp đặt rồi đến hiện nay là người ta đang xem xét. Tuy nhiên là đang dịch Covid thì họ cũng chưa qua đây, thì không biết sắp tới như thế nào. Tuy nhiên là các doanh nghiệp thủy sản cũng lưu ý là ngoài vấn đề là tuân thủ các kiến nghị của châu Âu, thì chúng ta cũng biết là trong cái hiệp định và kể cả thông tư 11 của Bộ Công Thương cũng nỗ lực hóa vấn đề là liên quan đến vấn đề là đánh bắt thủy sản. Ở đây là vấn đề là tàu của nước thành viên và tàu chế biến đấy, chúng ta phải lưu ý cái này, tuân thủ đầy đủ cũng như các quy định của châu Âu như phần trên tôi đã nêu cái EU để chúng ta làm sao mà đáp ứng được các yêu cầu đối với hàng thủy sản. Bên cạnh đó thì vừa rồi thì chính phủ có nghị định 103 ngày 4 tháng 9 quy định về các chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Thì chúng ta biết là còn có 9 chủng loại, thì những doanh nghiệp mà xuất khẩu gạo thì chúng ta lưu ý, thì nay là bộ chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong đó là Cục Trồng trọt thì sẽ xác nhận vấn đề này. Để đáp ứng điều kiện thì chúng ta lưu ý là phải gạo thơm thì được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lúa hạt giống phù hợp theo quy định quy chuẩn quốc gia, có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng. Thì chúng ta rồi lô ruộng lúa thơm được kiểm tra đảm bảo an toàn thuần giống và phần trăm số cây không nhỏ hơn là 95%. Đó là những cái mà chúng ta lưu ý khi thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa vào châu Âu. Thì liên quan đến lĩnh vực ngành hàng nào thì chúng ta cũng tập trung để nghiên cứu để mà khắc phục những cái mà mình còn hạn chế để mà khi vào châu Âu thì hàng hóa nó thuận lợi. Đó là trên đây là cái phần trình bày của tôi liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vào Liên minh châu Âu. Xin hết, cảm ơn. Xin cảm ơn trình bày của đại diện phía Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiếp theo chương trình là cái phần hỏi đáp trực tiếp với chỗ anh Thảo đại diện cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thông qua bài trình bày nãy giờ, không biết là quý doanh nghiệp chúng ta có đặt câu hỏi nào với phần trình bày của Duyên Giáo không ạ? Trước mặt chúng ta có cái micro sẵn, thì anh chị có thể là nhấn cái nút để chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp luôn ạ. Dạ, là cho em xin giới thiệu, tại nãy giờ anh Minh giới thiệu thì em không có thắc mắc gì về hàng xuất, mà em xin hỏi hàng nhập được không ạ? Tại vì thực tế doanh nghiệp đang vướng cái hàng nhập là chính. Dạ, thì em đặt là theo cái công văn mà 5575 của Tổng cục Hải quan giám sát quản lý á. Dạ, thì đối với cái hàng mà từ EU nhập về Việt Nam thì doanh nghiệp là gọi là trên cơ sở là tại nhà xuất xứ thì được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã REP hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận trị giá lưu hàng không quá 6.000 euro. Thì theo em hiểu ở đây á, giống như hàng xuất của ở Việt Nam mình đó, thì những cái lô hàng mà những doanh nghiệp mà có mã REP rồi á, thì người ta được tự chứng nhận những lô hàng mà trên 6.000 hoặc là dưới 6.000. Dạ, còn những lô hàng mà dưới 6.000 thì coi như mình không xét tới cái chỉ là doanh nghiệp có mã hay không. Dạ, nên bây giờ cái hàng, tại vì trong công văn này nó hơi khó hiểu ở chỗ cái chữ hoặc đó, mà dưới 6.000 thì em đang thắc mắc là nếu mà trên 6.000 là những doanh nghiệp là đã có mã REP thì được, còn dưới 6.000 thì không xét tới luôn. Ở Việt Nam mình nhập cũng đang áp dụng thuế nhập khẩu tương tự giống như là tiêu chí xuất, phải đúng như vậy không? Tại em đang hiểu là vậy nhưng mà em muốn xác minh lại á. Vậy là chị hỏi về lĩnh vực xuất khẩu nhập khẩu đúng không? Dạ. Là chị đang hỏi là
hàng từ châu Âu về Việt Nam thì dạ, sử dụng chứng từ xuất xứ gì đúng không? Dạ, tự chứng nhận xuất xứ. Dạ, tự nhận xuất xứ. Tại hiện tại là có nhiều khách hàng của em thì đang không xin được cái EUR1, thì người ta đang chứng nhận xuất xứ. Thì nhận xuất xứ thì em đang hỏi là phải có cái mã chẳng hạn lưu hàng, thường thường là hàng của em đó trên 6.000 euro, thì doanh nghiệp xuất khẩu ở bên châu Âu có bắt buộc phải có cái mã rét đó mới được xin hay không, hay là tôi hiểu hiểu câu hỏi gì rồi. Trong công văn 5575 của Tổng cục Hải quan thì nêu rất là rõ rồi, thì theo thông báo của Bộ Công Thương cũng như là truyền đạt lại là EU thông báo rằng là họ không áp dụng cái chứng từ xuất xứ theo mẫu EUR1 cũng như là chứng từ xuất xứ do nhà xuất khẩu đủ điều kiện, có nghĩa là điểm A, điểm B, điểm 19. Chị hình dung không? Có nghĩa là hiện nay theo hiệp định EVFTA, cũng như là thông tư 11 nội luật hóa đó, thì đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU về Việt Nam, là có 3 loại chứng từ xuất xứ, từ chứng từ chứng nhận xuất xứ. Thứ nhất là mẫu EUR1. Thứ hai là gọi là gì, những nhà chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho của những nhà nhập nhà xuất khẩu bất kỳ đủ điều kiện ha, đủ điều kiện, hoặc là lô hàng nhỏ hơn 6.000 euro. Đó là trường hợp thứ hai. Trường thứ ba là trường hợp mà đối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà xuất khẩu đã đăng ký dữ liệu điện tử với cơ quan Liên minh châu Âu. Thì hiện mình hiểu đó là trường hợp RED đó. Thì hiện nay là thằng công văn 5575 thông báo rằng Liên minh châu Âu họ không thực thi cái điểm A, điểm B của điều 19, là không thực thi áp dụng là cấp mẫu chứng từ xuất xứ theo mẫu EUR1 cũng như là cái nhà xuất khẩu đủ điều kiện, là không, họ không có thực thi cái đó. Họ chỉ chấp nhận là gì, thứ nhất là tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu bất kỳ với trị giá dưới 6.000 euro, hoặc là nhà xuất khẩu đã đăng ký dữ liệu điện tử với cơ quan của Liên minh châu Âu. Có nghĩa là mình hiểu rằng là gì, đó là nhà xuất khẩu được cấp mã RED đó. Tại vì em hỏi luôn là giống như ở Việt Nam mình đó, khi mà xin được cái mã RED thì mình sẽ có cái trang web mình vô mình check cái mã RED đó. Cái nó khác nhau. Hiện nay á, là ở Việt Nam á, là trước khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, là Bộ Công Thương có thông tư số 38/2018 hướng dẫn việc là triển khai áp dụng là thực thi cái hiệp định mà GSP, trong đó là giao Bộ Công Thương giao cho VCI cấp cái mã RED này để thực thi theo cái hiệp định GSP thôi. Là nó khác, cái mã RED của Việt Nam là để thực hiện một cái hiệp định đơn phương của EU là khác, còn cái RED mà RED điện tử của châu Âu mà cấp cho hiệp định EVFTA là khác. Vậy là hai cái trang web nó khác nhau đúng không anh? Tại vì em có một trang web mà cấp mã RED ở Việt Nam thực hiện theo thông tư 38/2018 của Bộ Công Thương. Là hiện nay là Bộ Công Thương ủy quyền cho VCI cấp, là cấp cho nhà xuất khẩu Việt Nam. Còn mã RED mà hiện nay chị đang đề cập là mã RED của cơ quan có thẩm quyền ở châu Âu, họ cấp cho nhà xuất khẩu châu Âu. Và cái việc mà nhà xuất khẩu nào được thẩm quyền hay không thì họ thông báo với cơ quan Việt Nam. Thì cái đó có trang web để bóp hai trang web khác nhau. Dạ thì chắc khác nhau, nhưng mà nó có trang web đâu. Tại vì em có vô cái trang web của công dân 5575 á, thì em vô nhiều lần thì nó không có. Báo với chị luôn là cái công văn 5575 đó là khoảng được một tuần thôi, không tới một tuần đâu, khoảng cỡ 3-4 ngày đó thì cái trang web đó là vào được. Có hai đường link, một đường link đó là giới thiệu về cái hệ thống, và một đường link là chỉ dẫn cho chúng ta vào để đăng tra cứu cái mã RED. Đến thời điểm này là cái hệ thống đó, là đường link đó là chưa có, không còn đăng nhập được nữa, và Cục Hải quan Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản báo cáo tổng cục rồi. Thì tại vì thực tế là cái đường link đó chúng ta vào ai cũng biết đó, nó chỉ có một thông tin đơn giản lắm, là chúng ta tra cứu mã RED thì nó sẽ báo rằng mã RED này có hiệu lực hay không thôi. Còn những thông tin còn lại mà cần thiết để biết, ví dụ nhà xuất khẩu hay gì đó, hoặc hàng hóa như nào thì chúng ta không biết.
Và theo thông tin chúng tôi nắm được thì có một số nhà nhập khẩu có nói rằng là đối tác của họ bên đó cấp MAREP là cơ quan có thẩm quyền châu Âu họ cấp là cấp theo từng segment, từng segment một. Do đó là cái những thông tin đó hiện nay là cái trang web họ đưa ra là không thấy. Và đến thời điểm này tôi xác nhận là Hải quan Hồ Chí Minh cách đây khoảng hơn một tuần rồi đã báo tổng cục hải quan rồi, hai cái đường link đó là vào không được. Chị vậy yên tâm đi, nếu mà cứ về thì cứ nộp hồ sơ, còn vướng mắc thì Hải quan Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp báo tổng cục. Tại vì cái này tổng Hải quan Hồ Chí Minh cũng đã báo tổng cục rồi. Dạ rồi. Vâng. Dạ, dạ rồi, em xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiến giả và câu hỏi vừa của doanh nghiệp. Xin không biết là quý doanh nghiệp có thêm câu hỏi dành cho tiến giả không? Dạ, xin cho phép em cũng liên quan đến hàng nhập khẩu từ EU ạ. Thì hiện tại bây giờ doanh nghiệp đang có một lô hàng người xuất khẩu là ở bên Hà Lan, người bán là Singapore và người nhập khẩu là ở Việt Nam. Nhưng theo hiện tại theo EU họ không cấp cái CO form Euro 1 và hiện tại là chỉ có cấp giấy chứng từ trừ chứng nhận xuất xứ theo cái những cái doanh nghiệp có đăng ký mã REP. Như vậy là trên chứng từ trừ chứng nhận xuất xứ vậy có phải là thực hiện trên cái chứng từ của người xuất khẩu? Như vậy là người xuất khẩu họ có quyền họ từ chối cung cấp cái chứng từ trừ chứng nhận xuất xứ đó. Đó là vì họ sẽ bị tiết lộ cái giá bán của họ. Như vậy thì không biết là về phía cơ quan hải quan sẽ kiểm tra cái chứng từ trừ chứng nhận xuất xứ đó bằng cách nào ạ? Thì hiện cái này là hàng nhập khẩu à? Dạ đúng rồi ạ. Thì hiện nay theo thông tư 11 mà điều 24 thông tư 11 tại khoảng 5 thì hiện nay là những nhà xuất khẩu sẽ phải ghi thông tin hàng hóa trên những chứng từ là chứng từ thương mại, hóa đơn hoặc chứng từ thương mại hoặc chứng từ khác tương đương. Dạ. Và chưa có nêu vấn đề là ba bên thì chúng ta hiểu là tại cái khoảng 5 điều 3 đó có nêu ba bên thì chúng ta thấy là ở đây là được hiểu là ba bên là trong hoặc ngoài hiệp định đều được, tuy nhiên không đề cập ba bên cái người là người xuất khẩu không bắt buộc phải là người phát hành hóa đơn. Nên cái vấn đề này là theo quan điểm của Cục Hải quan Hồ Chí Minh là hiện nay là vấn đề mà thông tư 11 nêu á là chỉ nói rằng là nhà xuất khẩu là mình được hiểu là nhà sản xuất khẩu có lẽ là nhà sản xuất mà không phải là nhà phát hành hóa đơn. Đó là khoảng 5 điều 3. Đồng thời ở cái mục mà ghi á thì lại ghi là nhà xuất khẩu phải ghi lên chứng từ thương mại hóa đơn hoặc chứng từ tương đương và có chữ ký nữa. Nên là cái này á là Cục Hải quan Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận và báo cáo tới Bộ Hải quan, tại vì có phát sinh cái trường hợp là giống như chị nêu á. Là bây giờ người xuất khẩu là ở EU thì không biết xuất trình cái chứng từ gì, không biết xuất trình chứng từ nào, thì hiện nay là có trường hợp là người ta nêu là chứng từ order đó, mà bây giờ như chị nói rằng là order còn không muốn đưa nữa tại sợ lộ đơn giá thì cũng không biết như thế nào. Thì những trường hợp cụ thể đó thì tôi nghĩ là mình phải gửi văn bản thì tôi sẽ báo tổng cục hải quan từng trường hợp cụ thể. Còn hiện nay á, theo như Cục Hải quan Hồ Chí Minh tập hợp thì có phát sinh trường hợp là muốn đề nghị tổng cục hải quan là phối hợp với Bộ Công Thương hỏi là chứng từ nào. Còn bây giờ chị là không dùng chứng từ nữa thì không biết sao, tại vì có những doanh nghiệp á, họ dùng cái order đó, order của người sản xuất hoặc người xuất khẩu châu Âu đấy, họ sẽ ghi trên đó thông tin đủ cho ba bên luôn. Ví dụ họ ở người Hà Lan họ sẽ nói là lô hàng này xuất khẩu là cho Singapore, Consigny, người nhận hàng gì đó ở Việt Nam. Họ ghi trên đó mà thông tin đủ để hiểu rằng là lô hàng này là đúng phù hợp với chứng từ đính kèm bộ hồ sơ tại hải quan. Đó. Thì hiện nay là nó đến tình trạng đó thôi, đến tình huống đó thôi. Còn tình huống của chị là nó khác ở chỗ là không cấp nữa. Không cấp thì cơ quan hải quan đâu có cơ sở xem xét. Tại vì theo thông tư 11, nội lực hóa cái hiệp định EVFTA, thì tại khoảng 5 điều 3 ghi rất là rõ đó, nhà xuất khẩu và nhà sản xuất mà cấp cái giấy tự nhiên xuất xứ là không nhất thiết phải là người phát hành hóa đơn.
mà người hết đơn là người hết đơn mà người hết đơn bên thứ ba đó. Vậy thì mình hiểu rằng là gì, nếu vậy thì những trường hợp mà nằm ngoài lãnh thổ thì không biết như thế nào họ ký được. Mà bây giờ trường hợp mà phát sinh là họ cấp một cái order thì ở đây đã báo cáo tổng cục rồi, còn trường hợp của chị là không cấp nữa thì không, đâu có cơ sở nào xem xét được. Chị hiểu ý tôi nói không? Có nghĩa là hiện nay á, hiệp định nói rằng là tự nhiên xuất xứ phải trên hóa đơn hoặc chứng từ thương mại tương đương. Còn bây giờ chị bên đối tác chị không cấp gì hết thì nếu vậy thì làm chứng nhận trên bắt clip được mà được, hoặc là vận đơn gì ạ? Không, vận đơn không được chị ạ. Trong thông tư 11 quy định là chỉ có chứng từ tương đương, có gì là hóa đơn, chứng từ thương mại hoặc là chứng từ thương mại tương đương. Thì ở đây chứng từ khác nhưng mà lại loại trừ vận đơn không được. Vâng, cảm ơn chị. Và ban tổ chức vừa nhận được hai câu hỏi từ các doanh nghiệp đang theo dõi qua cái nền tảng Zoom. Thì chúng xin được phép đặt câu hỏi cho diễn giả như sau. Câu hỏi thứ nhất là thủ tục hải quan cho hàng nông sản là hạt điều đã qua chế biến và những điều kiện về an toàn thực phẩm. Cái nội dung thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là thủ tục xuất khẩu bột đá vôi CaCO3 sang châu Âu thì cần những giấy tờ gì? Cái câu hỏi của doanh nghiệp đặt á, thì do là không nêu rõ là đối với hàng hạt điều là nhập hay xuất, nhưng mà tôi sẽ tách tầm 2, nội dung. Cái nội dung câu hỏi nhập khẩu hạt điều đã qua chế biến nè. Nếu là trường hợp nhập khẩu hạt điều thì đương nhiên cái thủ tục thì chúng ta biết rồi, thủ tục hải quan thì có liên quan đến điều 16 và điều 18 thông tư 38 thôi. Còn cái chính sách mặt hàng thì không có liên quan với vấn đề cấm nhập thì chúng ta nhập khẩu bình thường. Còn đối với hàng hạt điều thì chúng ta phải thực hiện vấn đề là tự công bố sản phẩm theo nghị định 15 của chính phủ liên quan đến vấn đề là an toàn thực phẩm. Chúng ta thực hiện cái này. Và cái mặt hàng này á, thì chúng ta phải đối chiếu với cái thông tư 15/2018 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đối với mặt hàng mà có danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu để chúng ta kiểm tra an toàn thực phẩm. Và chúng ta phải nộp thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan để thông qua hàng hóa. Đó là trường hợp là nếu là hàng hóa là hàng nhập khẩu. Còn nếu mà hàng hóa là hàng xuất khẩu thì tương tự là thủ tục hải quan thì cũng tương tự là điều 16 và điều 18. Hàng hóa hạt điều thì không thuộc đối tượng cấm xuất. Tuy nhiên là chúng ta phải thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm theo nghị định 15. Chúng ta thực hiện theo điều 23. Điều 23 thì tùy thuộc vào cái giao cho Bộ trưởng Y tế cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Thì tùy thuộc theo cái quy định yêu cầu của nước nhập khẩu thì chúng ta có vấn đề kiểm tra hay không, đó là trong nghị định 15 đã quy định rồi. Đó là câu 1 liên quan đến hạt điều, tại vì do không biết là đặt nhập hay xuất thì tôi tách tầm 2 nội dung. Còn câu hỏi số 2 hỏi liên quan vấn đề là bột đá hả? Vâng, CaCO3 xuất khẩu sang châu Âu thì cần những thủ tục hải quan. Thì tương tự thôi, thủ tục hải quan thì thực hiện theo điều 16 và điều 18 thông tư 38/2015 được sửa đổi tại thông tư 39/2018. Ngoài ra thì cái mặt hàng bột đá này á, là tại nghị định 69/2018 của chính phủ quy định chi tiết về luật quản lý ngoại thương. Thì tại phụ lục 1 là có vấn đề hạt hàng cấm xuất khẩu thì chúng ta đối chiếu với phụ lục 3 của cái nghị định của nghị định 113/2017 của chính phủ để chúng ta xem. Cái này là nó liên quan đến vấn đề là chuyên ngành giấy phép nên chúng ta phải kiểm tra cái này. Phụ lục 3 của nghị định 69 mặt hàng nhập khẩu đó là chúng ta xem cái hai cái mặt hàng này, mặt hàng bột đá thì chúng ta lưu ý là chúng ta kiểm tra cái nghị định 69 của nghị định 113.
rồi trong đó kiểm tra cái điều kiện xuất khẩu khoáng sản. Cái này liên quan khoáng sản thì chúng ta xem tại điều 4 và điều 5 nghị định 69 của chính phủ. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của diễn ra rất nhiều. Và chúng tôi xin không biết là quý vị doanh nghiệp ta còn ai có đặt câu hỏi thêm cho chương trình không? Vâng, nếu quý vị không có câu hỏi thêm, chúng tôi xin được mời quý vị doanh nghiệp cùng toàn thể hội nghị chúng ta bước sang phần 2 của chương trình. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Bình, trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có phần tham luận liên quan đến quy tắc xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Xin được kính mời ông. Được chưa? Vâng, là xin chào kính chào các anh chị ạ. Vâng, rất vui là hôm nay là một lần nữa được gặp các anh chị tại một cái hội trường khá đẹp như này của Bộ Công Thương để chúng ta cùng bàn bạc và chia sẻ một cái đề tài mà phải nói là rất là nóng trong suốt hơn 3 tháng qua. Vâng, các anh chị biết đó đề tài gì rồi. Tôi xin lỗi vì hôm nay tôi đang bị viêm họng. Đó là câu chuyện về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Và chúng ta đều biết Hiệp định EVFTA là một hình thế hệ mới. Vâng, nó mới cả về cái nội dung, nó mới về cả về hình thức. Và nó có một cái tác động rất lớn, đúng không ạ? Rất lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Các em chỉ là biết qua phần trình bày của bà An, Phó Cục trưởng Cục Xúc Mại, Cục Xúc Tiến Thương Mại, chúng ta biết rồi. Thì hôm nay với cái phần vận sự của mình, trong khoảng thời gian khá khiêm tốn, nó khoảng trong 1 tiếng đồng hồ, tôi và chị Nghĩa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Xuất khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương sẽ chia sẻ cho các anh chị về câu chuyện về xuất xứ hàng hóa. Chúng ta đã biết rằng Hiệp định EVFTA nó bao gồm nhiều nội dung, đúng không ạ? Trong đó có 1-2 nội dung rất là quan trọng mà chúng ta trong cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đó là độ mở của thị trường, hay nói một cách khác, đó là sự ưu đãi thuế của nước thành viên nhập khẩu. Và vấn đề thứ hai, làm thế nào đó để nhà nhập khẩu được ưu đãi thuế đặc biệt. Muốn được ưu đãi đặc biệt thì chúng ta phải hàng hóa đó phải đáp ứng các tiêu chí xuất xứ được quy định tại Hiệp định EVFTA. Vâng, và phần nhiệm vụ của tôi hôm nay là chia sẻ với các anh chị để làm thế nào đó chúng ta có được một chứng từ chứng nhận xuất xứ vào EU để hàng hóa chúng ta được hưởng ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại cho EVFTA. Trước hết tôi xin điểm lại toàn cảnh
các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam chúng ta đã tham gia trong quá trình hội nhập kinh tế và quốc tế. Chúng ta đều biết cho đến thời điểm này, hôm nay chúng ta ngồi đây, thì Việt Nam chúng ta đã tham gia tất cả là 10, đã và đang tham gia tất cả 16 hiệp định thương mại tự do. Đúng không ạ? Các anh chị nhìn cái bảng, các anh chị thấy 16 hiệp định thương mại tự do được chúng tôi mô tả tổng quát bởi ba màu. 13 hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đang thực thi, đó, đang thực thi được thể hiện bằng màu xanh lá cây. Hiệp định thứ 13 trong các hiệp định thương mại đã có hiệu lực và đang thực thi là hiệp định EVFTA. Một hiệp định được thể hiện bằng màu tím có tên là RCEP. Đây là một hiệp định giữa 10 nước ASEAN với 6 nước đối tác, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ. Cũng xin chia sẻ với các anh chị, hiệp định RCEP được các nước tuyên bố kết thúc đàm phán vào ngày chiều tối ngày 4 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 5 tháng 11 2019, Ấn Độ bất ngờ đưa ra tuyên bố Ấn Độ rút khỏi RCEP. Do vậy, tại thời điểm này, hiệp định RCEP chỉ còn 15 nước thành viên nữa mà thôi. 5 nước nữa mà thôi. Và từ đây cho đến 31 tháng 12 năm nay, thì 15 nước thành viên của RCEP không có Ấn Độ cam kết rằng sẽ kết thúc đàm phán chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nếu có Ấn Độ vào thì RCEP 16, còn nếu Ấn Độ không vào nữa thì sẽ là RCEP 15. Có hai hiệp định được chúng tôi thể hiện bằng màu cam, đó là hiệp định giữa Việt Nam và khối mậu dịch ở châu Âu. Thưa anh chị, khối mậu dịch châu Âu bao gồm 4 nước nằm ở châu Âu nhưng không phải là thành viên của EU. EU bao gồm 28 nước, đúng không ạ? Còn 4 nước khối mậu dịch châu Âu không, mặc dù nằm trên lãnh thổ châu Âu nhưng lại không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, đó là Thụy Sĩ, đó là Na Uy, đó là Iceland và Liechtenstein. Và Việt Nam chúng ta đang đàm phán hiệp định thương mại tự do với khối 4 nước này. Còn một hình ảnh nữa là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Israel. Israel các anh chị biết rồi, đây là một nước đặc biệt có thế mạnh về công nghệ thông tin, về điện tử và về sinh học và mặt bằng nông nghiệp. Như vậy, toàn cảnh bức tranh các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam chúng ta đã và đang tham gia, một lần nữa xin nhắc lại, bao gồm 16 hiệp định, 13 hiệp định đã thực thi, 1 hiệp định đã kết thúc đàm phán và 2 hiệp định đang tiếp tục đàm phán. Cũng xin chia sẻ thêm với các anh chị, chúng ta lâu nay chúng ta đều biết rằng EU bao gồm 28 nước, đúng không ạ? 28 nước, trong đó có Anh. Và từ đầu năm nay, Anh đã tuyên bố rời khỏi EU, có nghĩa là Brexit thành công. Tuy nhiên, theo cam kết giữa Anh và EU thì quyền lợi về mặt kinh tế thương mại thì Anh vẫn còn ở trong EU. Do đó, từ đây đến 31 tháng 12 năm 2020, hàng hóa của Việt Nam xuất vào Anh bao gồm Bắc Ireland, và hàng hóa của Anh bao gồm Bắc Ireland xuất nhập vào Việt Nam đều được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt theo EVFTA. Và cũng chia sẻ thêm một câu chuyện nữa, giữa Việt Nam chúng ta và Anh cũng đang đàm phán một cái thỏa thuận về thương mại và đầu tư. Đây là một tiền thân của một cái hiệp định thương mại trong tương lai giữa Việt Nam và Anh. Và có khả năng thì hiệp định này, thỏa thuận này sẽ được đổi tên thành hiệp định thương mại. Có khả năng là như thế. Hiện tại thì đây chỉ mới là cái thỏa thuận giữa Việt Nam và Anh. Và nếu mà nhanh
thì cuối năm nay hoặc đầu năm sau có khả năng chúng ta sẽ có thêm một cái hiệp định thương mại song phương, FTA song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Về EU, R1, đó, EVFTA thì các anh chị biết rồi, 28 nước thành viên và bắt đầu chúng ta và Việt Nam đàm phán bắt đầu từ tháng 6 2012 và được ký kết vào ngày 30 tháng 6 2019 tại Hà Nội, thủ đô nước chúng ta. Có một điểm mốc cực kỳ quan trọng đấy, quyết định sự thành bại của định, đó là việc EU, nghị viện EU phê chuẩn hiệp định EVFTA vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 năm nay. Và đây là một bước kỳ quan trọng với một tỷ lệ mà các nghị viện của EU bỏ phiếu phê chuẩn ủng hộ hiệp định này là khoảng 64%. Đấy. Còn số còn lại thì một số là bỏ phiếu trắng, một số bỏ phiếu trống. Phải nói đây là một thắng lợi lớn toàn diện của Việt Nam về mặt thương mại quốc tế. Và ngày 8 tháng 6 năm 2020, hiệp định EVFTA đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Bộ Công Thương cũng đã ban hành thông tư 11/2020 ngày 15 tháng 6 quy định về quy tắc xuất xứ và thủ tục cấp CO trong EVFTA. Và các anh chị đã biết việc cấp CO đã được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm nay và đến bây giờ cũng gần 2 tháng rồi, đúng không ạ? Cũng gần 2 tháng rồi. Thì phải nói rằng đây là một hiệp định mà có sự tác dụng cực kỳ lớn, nhanh và toàn diện đối với nền kinh tế của Việt Nam. Đấy. Chúng tôi làm cái sơ kết trong vòng 30 ngày thì toàn hệ thống của các tổ chức cấp CO bao gồm 19 phòng và Sở Công Thương Hải Phòng là cấp là 7.200 bộ CO. Đấy. Với kim ngạch là 217. Ở đây là mới là từ 1 tháng 8 đến 30 tháng 8. Còn đến thời điểm này con số đó đã gấp đôi rồi. Và riêng trong số đó thì riêng phòng quản lý xuất khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đã chiếm hơn một nửa. Như vậy cái việc mà chúng ta thực hiện EVFTA về xuất xứ thì chúng ta phải thực hiện cái thông tư 11/2020 và đồng thời chúng ta cũng phải áp dụng thêm hai văn bản nữa, đó là nghị định 31/2018 và thông tư 05/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết nghị định 31/2018. Vậy thì câu chuyện mà chúng ta muốn nói hôm nay là một câu chuyện về xuất xứ. Vâng, thì các chị biết rằng nói về xuất xứ là nói về quy tắc xuất xứ và nói về thủ tục làm sao đó có được cái xuất xứ. Vâng. Như chúng ta đã biết, quy tắc xuất xứ thì bao gồm hai phần, đúng không? Hai nội dung hay là hai nhóm, đó là xuất xứ thuần túy và nhóm không xuất xứ thuần túy. Thế nào là xuất xứ thuần túy? Tí nữa chúng ta sẽ điểm. Còn thế nào là không xuất xứ thuần túy và không xuất xứ thuần túy thì nó quy định ở đâu? Thưa các anh chị, quy tắc hàng hóa không đáp ứng về xuất xứ thuần túy được quy định cụ thể tại phụ lục 2 trong thông tư 11 gọi tắt là PSA. Nó bao gồm 4 nhóm quy tắc. Nhóm quy tắc thứ nhất đó là giới hạn trị giá của nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu. Và nhóm giới hạn trọng lượng tịnh của các nguyên liệu tham gia vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào EU. Đó là nhóm thứ nhất. Vì nhóm tiêu chí thứ nhất trong PSA. Nhóm tiêu chí thứ hai ở trong PSA là quy tắc thay đổi hạt ép ở cấp chương 2 số, cấp nhóm 4 số hay là cấp phân nhóm 6 số. Chúng ta còn gọi là CC là chương, CTH là nhóm và CTSH là phân nhóm. Nhóm tiêu chí thứ ba đó là công đoạn gia công chế biến cụ thể. Đấy, người ta quy định sản phẩm của anh phải đáp ứng một công đoạn nào, là phải làm cái gì, bao gồm cái gì trước, cái gì sau thì đáp ứng được tiêu chí.
tiếng Anh nó gọi là SP, tức là công đoạn gia công chế biến cụ thể. Và một tiêu chí nữa, đó là tiêu chí nguyên liệu có xuất xứ thuần túy. Như vậy, với quy tắc xuất xứ thuần túy và không quy tắc không xuất xứ thì chúng ta có tổng cộng tất cả là 5 nhóm quy tắc. Và đây, trong buổi chiều hôm nay, trong phạm vi thời lượng khá khiêm tốn thì chúng tôi sẽ không, xin thưa chị, chúng ta cũng không thể mà chia sẻ, truyền tải cho các anh chị một cách đầy đủ hết được, sâu sắc được. Và chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải những nội dung chính, cơ bản nhất trong 5 nhóm quy tắc này. Thứ nhất, để mà đánh giá, để phân tích, để tìm hiểu làm sao mà biết được hàng hóa gỗ xuất khẩu của mình và EU đáp ứng tiêu chuẩn quy tắc xuất xứ. Đấy, theo EFTA thì chúng ta phải đọc và hiểu được, đấy, đọc và hiểu được cách bố trí, đúng không? Cách kết cấu trong công đoạn gia công chế biến cụ thể của PSA trong EV là gì. Thưa anh chị, như các anh chị biết, trong phụ lục 2 ấy, của thông tư 11 thì nó quy định là PSA nó bao gồm hai ba cột. Cột thứ nhất là cột nhóm HS. Này, HS ở đây bao gồm có thể là chương, có thể là nhóm, có thể là phân nhóm. Cột thứ hai là cột mô tả hàng hóa. Đấy. Cái hàng hóa ở cột số 2 nó phải tương ứng với HS ở cột số 1. Và cột số 3 là cột tiêu chí xuất xứ. Đấy. Tiêu chí xuất xứ. Chúng ta phải hiểu được cái câu như vậy. Biết là nó chia làm 3 cột. Trong viên 3, thưa các anh chị, có một quy định mà rất là mới, rất là lạ, mà 12 hiệp định trước đây chúng ta không thể nói đấy, đó là tiền tố X. Vậy tiền tố X là gì? Nó được quy định như thế nào? Và chúng ta phải hiểu như làm sao? Thì thưa anh chị, tiền tố X đây là quy định có loại trừ. Nôm na là nó có loại trừ, nó có cụ thể. Tôi nói ví dụ, ở chương 15, đấy, nó có chữ X, mà chúng ta đã biết, chương 15 là chương mỡ động vật và thực vật, đúng không ạ? Thì nó có một tiêu chí chung, đó là nguyên liệu được sử dụng, nguyên liệu từ bất kỳ phân nhóm nào để sản xuất, ngoại trừ phân nhóm phẩm. Như vậy, tiêu chí ở đây là phân nhóm mà chúng ta đã biết rồi, phân nhóm tức là thay đổi HS giữa nguyên liệu và sản phẩm ở cấp bao nhiêu số ạ? Thưa chị, đây là cấp 6 số, đúng không ạ? Chúng ta gọi tiếng Anh gọi là CTSH. Đấy. Như vậy, quy tắc chung của chương 15 là CTSH, chung của cả chương. Tuy nhiên, trong chương 15 lại có một số mã, ví dụ mã 1509 và 1510 đều thuộc trong 100. Nhưng mã này, hai mã này được quy định riêng, được mô tả cũng là dầu đấy, cũng là dầu thực vật đấy, nhưng mà nó là dầu ô liu và các phần của dầu ô liu thì có một tiêu chí riêng, không phải là tiêu chung của chương 15, mà tiêu chí của 1509 và 1510 đó là nguyên liệu thực vật phải có xuất xứ thuần túy. Tương tự, chúng ta có sản phẩm là X4418, đây là sản phẩm về gỗ, đúng không? Đấy, được mô tả là ván ghép và đồ mộc dùng trong xây dựng. Thì quy tắc xuất xứ ở chương ở cột thứ 3 đó là sử dụng nguyên liệu bất kỳ của nhóm nào để sản xuất, ngoại trừ nhóm sản phẩm. Như vậy ở đây, cái nhóm ở đây là thay đổi HS ở cấp mấy số các anh chị? Mấy số ạ? Vâng, 4 số. Nhóm là 4 số là CTH. Đấy, thì sao? Tuy nhiên, trong nhóm 4418, nó lại được mô tả bởi khác, một loại khác, đó là ván gỗ tạo gân và G và chuỗi hạt. Mặc dù có cùng HS với 4418, nhưng do có tiêu X, cho nên nếu là HS 4418 là ván gỗ tạo gân và G ở dạng chuỗi và hạt, thì
có tiêu chí riêng, đó là tiêu chí nó là tạo gân hoặc tạo gờ dạng chuỗi và hạt. Như vậy là qua cái phần trình bày của tôi thì xin giới thiệu với anh chị, chúng ta phân biệt và nhận dạng được tiêu chí trong PSA là như nào khi nó xuất hiện yếu tố chữ X ở đây. Tiếp theo xin giới thiệu với các anh chị về một số quy định chung về quy tắc xuất xứ ở trong EVFTA. Rất nhiều tiêu chí được quy định rất cụ thể trong phụ lục 2 với 97 chương, thì rất nhiều tiêu chí khác nhau, ứng với nhiều sản phẩm khác nhau. Đấy, khác nhau. Nhưng các anh chị lưu ý, xin tổng hợp với các anh chị có 3 nội dung mà nó bất di bất dịch, nó xuyên suốt đấy, trong quá trình các anh chị xác định tiêu chí xuất xứ cho mặt hàng của mình. Đó là nhất, nếu trong PSA có nêu tên doanh, nêu tên nguyên liệu nhá, mà không nói nguyên liệu đó là nguyên liệu gì, thì nguyên liệu đó là nguyên liệu không có xuất xứ, các chị nhá. Cái nói nguyên liệu được sử dụng có nghĩa là nguyên liệu này là nguyên liệu không có xuất xứ. Thứ hai, về tiêu chí công đoạn gia công chế biến đấy, thì nếu trong thực tế người ta quy định trong hiệp định ta quy định một công đoạn nào đó từ A đến B đến B đến C đến D, thì chúng ta thực hiện phải bằng từng đấy công đoạn thì đáp ứng tiêu chí. Nếu chúng ta trong thực tế chúng ta đáp ứng nhiều hơn công đoạn đó được quy định trong hiệp định thì hàng chúng ta cũng đáp ứng tiêu chí. Nhưng ngược lại, nếu quá trình gia công chế biến của chúng ta mà ít hơn công đoạn được quy định trong hiệp định thì hàng hóa của chúng ta không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo EVFTA. Anh chị lưu ý, đó là nguyên tắc thứ hai. Và nguyên tắc thứ ba, giới hạn trị giá. Đấy, giới hạn trị giá để tính toán trong EVFTA nó khác với 12 hiệp định mà chúng ta đang thực thi. Các hiệp định khác hầu hết chúng ta thực hiện giá phốp, hầu hết CPTP thì ngoài giá phốp thì có thể là giá xuất xưởng, có thể là phốp cộng trừ đi giá vận chuyển nội địa, đúng không ạ? Đấy, trừ đi chi phí bốc hàng từ cảng lên tàu. Còn riêng trong EVFTA chỉ có một giá duy nhất được tính toán, đó là giá xuất xưởng. Đấy, cho nên sau này khi chúng ta thực hiện thực tế để tính toán trị giá trong EVFTA thì chúng ta lưu ý chỉ có một giá duy nhất, đó là giá xuất xưởng mà thôi. Thứ hai, nếu tính giới hạn trọng lượng, đúng không? Giới hạn trọng lượng thì trọng lượng được tính toán ở đây là trọng lượng tính chứ không phải là trọng lịnh bao bì. Tóm lại đây là nơi quét chứ không phải có quét. Các anh chị phải hết sức lưu ý là có 30 nguyên tắc bất gì bất dịch trong quá từng tính toán và xác định về xuất xứ. Nhóm thứ nhất là nhóm về xuất xứ thuần túy. Chúng ta biết rằng xuất xứ thuần túy là một xuất xứ được coi là xuất xứ cao nhất. Đấy, cao nhất. Hay chúng tôi thường đặt cái tên cho nó, đây là một tiêu chí tối thượng. Khi xác định hàng hóa của anh chị đáp ứng tiêu chí gì thì chúng ta xem hàng hóa đó đầu tiên có đáp ứng tiêu chí thuần túy hay không. Đầu tiên chúng ta phải xem xét. Nếu hàng hóa chúng ta đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy rồi thì chúng ta không cần quan tâm tìm hiểu các tiêu chí khác nữa cho nó mệt, đúng không ạ? Đấy. Vậy tiêu chí xuất xứ là cái gì? Thì tôi xin điểm nhanh thôi, bởi chúng ta có ít thời gian. Tiêu chí xuất xứ ở đây tôi xin chia ra, xin điểm nhanh một số tiêu chí xuất xứ mà các mặt hàng của Việt Nam chúng ta là thế mạnh. Tôi nói ví dụ đối với các mặt hàng về nông sản, đúng không? Nông sản như là điều, như là chè, như là chuối, như là gạo, đúng không? Thì tất cả mặt hàng về nông sản mà nó có nguồn gốc từ thực vật thì hàng hóa đó phải thu hoạch được bởi cây, mà cây đó phải được trồng tại lãnh thổ Việt Nam và được thu hoạch. Tôi nói ví dụ lúa gạo ở An Giang, đồng bằng sông Cửu Long. Đấy, muốn có xuất xứ thuần túy để xuất đi EU thì phải chứng minh gạo đó, lúa cây lúa đó phải được trồng tại An Giang, từ đồng bằng sông Cửu Long
và được thu hoạch. Đấy. Anh chị nhá, thứ nhất. Còn đối với động vật, nhóm đối với động vật thì cây thì phải là được trồng, còn động vật thì thưa anh chị có cái yếu tố bất di bất dịch hết sức quan trọng, đó là động vật thì phải được sinh ra nha, được sinh ra tại lãnh thổ Việt Nam thì nó mới có xuất xứ thuần túy của Việt Nam. Đấy, tôi nói như là, nói lại, cây và sản phẩm từ cây thì cây đó phải được trồng tại lãnh thổ của nước thành viên. Đấy, ví dụ như của xuất xứ Việt Nam thì phải được trồng tại Việt Nam. Còn đối với động vật thì động vật đó muốn có xuất xứ thuần túy của Việt Nam xuất đi EU thì con động vật đó phải được sinh ra tại lãnh thổ Việt Nam. Tôi nói ví dụ một doanh nghiệp nhập một con bò mẹ, đúng không? Con bò mẹ từ Úc về, con bò mẹ Úc bước về, mà con bò mẹ này nó đang có bầu, khi nhập cái bầu như vậy con bò mẹ này chắc chắn không thể là xuất xứ của Việt Nam được. Nhưng mà khi về đến Việt Nam một thời gian nào đó, con bò mẹ sinh ra một con bê, đúng không? Thì con bê đó có xuất xứ thuần túy ở Việt Nam, bởi vì nó được sinh ra tại Việt Nam. Đối với sản phẩm, một sản phẩm nữa là thế mạnh của Việt Nam chúng ta, đó là mặt hàng thủy sản, đúng không nhỉ? Đấy. Vậy mặt hàng thủy sản làm thế nào để coi là có xuất xứ thuần túy? Thì tôi rằng cũng như quy định trên, thì mặt hàng thủy sản này, thì sản phẩm thủy sản ấy, tôm của cá mập cũng phải được sinh ra tại Việt Nam. Tuy nhiên có một điểm mở, có một cái điểm mở rằng cho phép sử dụng, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất sử dụng con giống, giống cá, giống tôm, giống cua nhập khẩu từ nước ngoài về không có xuất xứ và sau đó về nuôi con tôm, con cua, con cá thành phẩm và xuất đi, thì con sản phẩm thủy sản nó được coi là có xuất xứ thuần túy, mặc dù con cá hay là con tôm, con cua đó không được sinh ra tại Việt Nam. Ở đây là một quy tắc đặc biệt gọi là quy tắc nuôi trồng thủy sản. Cũng xin chia sẻ với các anh chị, quy tắc này đã được thể hiện trong 11 trên 13 hiệp định mà chúng ta đang tham gia. Có hai hiệp định, xin chia sẻ thêm các anh chị, không có quy định về nuôi trồng thủy sản, đó là hiệp định ASEAN xếp giữa Việt Nam, ASEAN và Nhật Bản, và hiệp định VRIEPA giữa song phương giữa Việt Nam và Bản. Hai hiệp định này không có quy tắc về nuôi trồng thủy sản, anh chị nhá. Một vấn đề nữa liên quan đến thủy sản, đó là việc đánh bắt. Đấy. Các anh chị biết rằng thủy sản được đánh bắt trên vùng lãnh hải của Việt Nam thì đương nhiên là có xuất xứ của Việt Nam. Vậy thủy sản, sản phẩm từ thủy sản từ biển được đánh bắt ở vùng biển quốc tế, vùng lãnh hải quốc tế thì sao? Được xác định là của có xuất xứ của nước nào? Thì thưa các anh chị, chúng ta đều biết ở đại dương bao la hay biển cả bao la thì con tôm, con cua, con cá, con mực, đúng không ạ? Thì làm sao biết được nó sinh ra từ ở đâu? Ở Việt Nam, ở Campuchia, Thái Lan hay là Philippines, làm sao chúng ta biết được? Cho nên thế giới, các nước mới cam kết với nhau rằng ở vùng biển quốc tế, sản phẩm thủy sản thu được bởi một con tàu treo cờ của nước nào thì được coi là có xuất xứ thuần túy của nước đó. Đấy. Hầu hết các hiệp định đều quy định như vậy. Tuy nhiên, đối với EVFTA thì điều này còn có quy định thêm, thì phải chứng minh được cái con tàu đó, con tàu treo cờ đó, quốc gia đó phải có 50% sở hữu của nhà nước hoặc là của thể nhân cá nhân của nước treo cờ. Đấy, có. Đấy. Đấy là tôi xin điểm những nét chính về quy tắc xuất xứ thuần túy. Và một điều nữa, một sản phẩm được sản xuất muốn có xuất xứ thuần túy thì tất tật tật các nguyên liệu tham gia vào quá trình sản xuất phải có xuất xứ thuần túy.
Nhóm thứ hai, đó là nhóm tiêu chí xuất xứ trong PSA. Vâng, đây là nhóm xuất xứ mà tương đối phức tạp nhất. Nó là nếu như các anh chị mà đã làm CO Form A trước đây theo GSP rồi, ở bên VCCI rồi, thì những quy tắc này không mới lạ lắm. Có mới lạ nhưng không mới lạ lắm. Còn các anh chị mà lâu nay chưa xin Form A, đúng không? Chưa xin Form A, trước khi EVF luật, các anh chị chưa xin Form A ở VCCI á, hay là các tổ chức cấp CO của Bộ Công Thương, thì những quy định này hết sức là mới lạ. Đấy. Về tiêu chí ở trong PSA thì được, như ban đầu tôi nói là có 4 nhóm. Nhóm đầu tiên đó là tiêu chí, gọi là tiêu chí VL. VL ở đây là viết tắt bởi hai chữ là Value Limited, tức là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ đó, bị giới hạn khi tham gia vào quá trình sản xuất ở một tỷ lệ nào đó. Đấy. Gọi tắt là VL phần trăm. Tôi nói ví dụ như cái hàng theo đấy, hàng theo 5, 8, 10 thì có quy định là trị giá nguyên liệu sử dụng không vượt quá 50% trị giá xuất xứ của sản phẩm. Có nghĩa là nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào làm các sản phẩm này thì nguyên liệu không có xuất xứ đó chiếm 50% giá trị của sản phẩm, đúng không? Còn lại 50% nguyên liệu phải có xuất xứ. Đấy. Tiêu chí x phần trăm, tức là tiêu chí về trọng lượng. Đấy. Nói x phần trăm, nó nghĩa là nói đến giới hạn trọng lượng. Còn nói VL phần trăm có nghĩa là nói về trị giá, giới hạn giá. Đó là ví dụ, chúng ta biết là chương 8 là chương nói về có loại trái cây, đúng không? Loại trái mà trái có hạt. Đấy. Văn bản chính thức phổ thông gọi là quả và hạch quả, đúng không? Quả và hạch quả ăn được. Thì ở đây có nghĩa là ở miền Nam mình chúng gọi là trái đấy. Trái mà có hạt, có hột trong gọi là quả hạch. Nói ví dụ, thì tiêu chí của nó là trọng lượng, nguyên liệu là các loại quả hạch. Đấy. Hoặc là các loại mà dưa, cam quýt và dưa mà chương 8 ấy, thì phải có xuất xứ thuần túy. Có nghĩa là và trọng lượng đường ở đây tham gia vào đây không vượt qua 20%. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy có một yếu tố, đó là giới hạn trọng lượng đường để tham gia vào làm các cái sản phẩm này là bị giới hạn x ở đây là 20%. Thì ví dụ chúng ta làm một loại trái cây mà ướp tổng, đúng không, siro ấy, chúng ta cho được trái cây đó phải được trồng tại lãnh thổ Việt Nam, phải có xuất xứ thuần túy Việt Nam. Thứ hai, chúng ta thêm đường vào, chúng ta ướp làm món giống, ví dụ như món siro chẳng hạn, thì cái lượng đường mà chúng ta cho vào đây tham gia vào sản phẩm này thì lượng đường đó không được vượt quá 20% của trọng lượng của sản phẩm cuối cùng. Đó là hai tiêu chí về VL phần trăm và 7%. Tiêu chí thứ hai trong PSA đó là tiêu chí thay đổi HS, đúng không ạ? Và tiêu chí không thay đổi HS. Thay đổi HS thì anh chị biết rồi. H chuyển đổi HS gọi tắt là CTC, bao gồm chuyển đổi chương là 2 số gọi là CC, chuyển đổi nhóm 4 số gọi là CTH, chuyển đổi phân nhóm 6 số gọi là CTSH, đúng không ạ? Đậu chung, nó có tên gọi chung là CTC. Thì trong này quy định như thế nào? Xin ví dụ, chúng ta có chương 17 là đường và các loại bánh kẹo có đường, thì tiêu chí của nó là được sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ nhóm nào để xuất xuất, ngoại trừ nhóm của sản phẩm, đúng không ạ? Như vậy ở đây, nguyên liệu sử dụng từ bất kỳ nhóm nào để xuất thì có nghĩa là nhóm là đây là tiêu chí gì các chị? Thay đổi nhóm là tiêu chí gì ạ? Là CTH, đúng không? Ngoại trừ nhóm sản phẩm. Có nghĩa là nếu như mà có một nguyên liệu trùng nhóm với sản phẩm thì nguyên liệu này phải có xuất xứ, đúng không? Đấy. Đó là một loại tiêu chí. Bây giờ một loại tiêu chí hai nữa, nó có liên quan đến thay HS. Đó là tiêu chí thay đổi HS nhưng mà không thay đổi HS vẫn được. Là không anh chị? Đấy. Cái tiêu chí này chỉ xuất hiện ở trong EV mà thôi.
Tôi là ví dụ, có một quy định nôm na là trong hội trường này không được hút thuốc, đúng không? Không được thuốc. Tuy nhiên có một người vẫn được phép hút thuốc, thì cũng nôm na như tiêu chí này như vậy đấy, là tiêu chí thay đổi HS. Nhưng anh không thay đổi HS thì anh vẫn đạt tiêu chí. Điều hết sức kỳ lạ và mới, mà nó chỉ có ở trong EV mà thôi. Đó là ví dụ như là cái tẩu thuốc 9614 có HS 96. Cái tẩu thuốc lá 9614 thì cái nguyên liệu làm ra cái tẩu, phần thân cấu thành của cái tẩu thuốc lá cũng là 9614. Đấy, cũng là 9614. Mà tiêu chí là sử dụng bất kỳ nhóm nào của xuất, có nghĩa là thay đổi HS, đúng không? Nhóm ở đây là HS ở cấp 4 số. Nhưng mà nó kia là bất kỳ nhóm nào, có nghĩa là cái nhóm nguyên liệu khác HS với sản phẩm cũng được, mà nhóm nguyên liệu trùng HS với sản phẩm ở cấp độ nhóm 4 số đều được. Đây là một điều mới, đúng không? Khá thú vị trong EVFTA. Cái tiêu chí thứ ba trong PSA đó là tiêu chí xuất xứ quy định sử dụng nguyên liệu cụ thể, có nghĩa rằng tiêu chí này người ta quy định cái sản phẩm được làm ra bởi những nguyên liệu nào, và những nguyên liệu này là những nguyên liệu chính, những nguyên liệu này quyết định tạo nên sản phẩm, còn những nguyên liệu phụ và tham gia vào, mà những nguyên phụ này nó không làm thay đổi bản chất của sản phẩm thì coi như những nguyên liệu phụ này được coi là có xuất xứ và chúng ta gần như chúng ta không quan tâm đến nó, đúng không? Tôi làm ví dụ ở cái sản phẩm đây, chúng ta có cái ví dụ những sản phẩm sắt thép mà được ở có HS là 7210. Đây là một sản phẩm sắt thép mà được sơn hoặc là phủ trắng nhựa, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến sắt thép mà thôi. Đấy, tiêu chí của nó này, sản phẩm từ các nguyên liệu dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác, hoặc bán thành phẩm thuộc nhóm 7206 hoặc 7207. 7206, 7207 là những nguyên liệu sắt thép. Và người ta chỉ nói anh phải sử dụng nguyên 7206 hoặc 7207 thôi là được rồi. Còn anh thêm vào những nguyên liệu khác, ví dụ sơn, ví dụ vecni, ví dụ như anh bóng trắng thì cái đó người ta không quan tâm. Anh chị nhá, chúng ta chỉ quan tâm đến nguyên liệu chính thôi, còn những nguyên liệu phụ tham gia vào thì không cần phải xem xét đến. Đây là một loại tiêu chí rất mới, đúng không? Rất mới, và nó sẽ gặp rất nhiều trong quá trình sản xuất xứ của các mặt hàng mà Việt Nam xuất đi EU rất nhiều, anh chị ạ. Một tiêu chí tư trong PSA đó là tiêu chí là công đoạn gia công chế biến ra sản phẩm từ nguyên liệu có xuất xứ thuần túy. Từ nguyên liệu có xuất xứ thuần túy. Tôi nói ví dụ chúng ta có sản phẩm là tinh bột, đúng không? Tinh bột đấy, bột để làm bánh. Đấy. Tinh bột có làm bánh, ví dụ tinh bột làm bánh thì tiêu chí của nó là nguyên liệu thuộc chương 10, chương 11 và một số nhóm như 07. Đấy. Phải có xuất xứ thuần túy. Tôi nói ví dụ chúng ta có bột gạo, bột lúa gạo. Bột lúa gạo xay sát ra là có HS ở chương 11, đúng không? Thì nó yêu cầu mà bột gạo thì được làm từ gì anh chị? Làm từ lúa gạo. Đúng không? Mà lúa gạo ở đây là chương 10. Thì nó quy định này, nguyên liệu thuộc chương 10 phải có xuất xứ thuần túy. Như vậy để có cái bột gạo mà chúng ta làm bánh ấy có xuất xứ thuần túy thì lúa gạo phải có xuất xứ thuần túy. Đấy là năm nhóm quy tắc xuất xứ cực kỳ quan trọng trong EVFTA. Có một điều mới nữa là trong EVFTA chúng ta sẽ tiếp tục cùng tìm hiểu, đó là vấn đề cộng gộp. Nhưng mà riêng trong EVFTA, ngoài việc cộng gộp đầy đủ như các hiệp định khác, còn có một loại cộng gộp nữa là gọi là cộng gộp mở rộng. Thì vậy trước hết để hiểu cộng gộp là gì thì chúng ta có cái định nghĩa như ở trên bảng anh chị thấy rồi,
thì nôm na phải hiểu như này: một nguyên liệu được nhập từ một nước thành viên về để sản xuất ra một sản phẩm, rồi sản phẩm đó được xuất vào một nước thành viên khác. Cái nguyên liệu ban đầu đấy có xuất xứ thành viên từ một nước ban đầu được Việt Nam chúng ta nhập về, thì nguyên liệu đó cũng được coi là có xuất xứ của Việt Nam. Đấy. Để rồi từ nguyên liệu của Việt Nam cộng với nguyên liệu nhập khẩu về có xuất xứ từ một nước thành viên về, làm ra một sản phẩm, mà sản phẩm đó phải vượt qua công đoạn gia công chế biến giả để xuất đi một nước thành viên khác, thì nguyên liệu ban đầu của nước ban đầu được coi là có xuất xứ của Việt Nam. Đó là nguyên tắc cũng gồm. Có một điều hết sức thú vị trong EVFTA về cộng gộp, đó là cộng gộp mở rộng. Thưa các anh chị, trong EV có quy định rằng một số nguyên liệu hay sản phẩm, đấy, 030741 là mực và mực ống hay bạch tuộc là 0307, đúng không? Và hai sản phẩm được chế biến từ hai nguyên liệu này ở HS 150654, 160554, 160555, đấy, là hai cái sản phẩm này được chế biến từ mực và bạch tuộc. Nếu có xuất xứ của một nước thành viên của ASEAN và nước thành viên của ASEAN này lại có hiệp định thương mại tự do với EU, thì bốn mã này được nhập về Việt Nam được coi là có xuất xứ của Việt Nam. Lục tìm xem trong 9 nước thành viên của ASEAN còn lại của chúng ta thì nước nào là có hiệp định thương mại tự do với EU, thì chúng ta thấy mới chỉ có một nước nữa ngoài Việt Nam, đó là Singapore. Và hiệu lực hiệp định thương mại tự do giữa Singapore và EU có hiệu lực vào cuối tháng 11 năm 2019, có nghĩa là mới hơn chúng ta được 7-8 tháng mà thôi. Đấy. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng ta đang ngồi đây, cái điều này vẫn chưa được thực thi, bởi lẽ Việt Nam, Singapore và EU chưa thống nhất được thủ tục chứng từ nào cho phép cộng gộp, và điều này chắc chắn sẽ cần một thời gian ngắn nữa. Một loại hàng hóa thứ hai, một loại nguyên liệu thứ hai cũng áp dụng một cái cơ chế cộng gộp, đúng không? Trong EVFTA được coi là cộng gộp mở rộng, đó là các sản phẩm dệt may ở chương 61, đối 61 là các sản phẩm dệt may ở thuộc loại dệt kim, và các sản phẩm ở chương 62 là dệt thoi, đúng không ạ? Quần áo dệt kim và dệt thoi ở 61-62. Nếu sử dụng vải, đây, vải may áo quần ấy, vải được nhập khẩu từ Hàn Quốc và có xuất xứ của Hàn Quốc thì cũng được coi là có xuất xứ của Việt Nam hoặc là có xuất xứ của EU. Và phải có chứng từ phù hợp thì sẽ được coi là có xuất xứ để được cộng gộp. Và cũng như quy định cộng gộp về mực bạch tuộc hay sản phẩm từ bạch tuộc phía trước, thì quy định này cũng đã được Việt Nam, EU và Hàn Quốc tiếp tục thảo luận để ra một quy định thủ tục. Tại thời điểm này, vải có nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam hay là nhập khẩu từ Hàn Quốc và EU cũng chưa được thực thi điều này. Và tôi nghĩ điều này chắc cũng gần thôi. Đấy. Và chúng ta biết là chúng ta là có hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, đúng không? Chúng ta có hiệp định thương mại tự do với EU, rồi EU cũng có hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc với một nguyên tắc là bạn của bạn là bạn của ta, thì vải của Hàn Quốc sẽ được coi là vải của Việt Nam để may ra quần xuất EU hoặc là may ra quần áo từ EU về Việt Nam. Tuy nhiên điều này rất tiếc là cũng chưa được thực thi, chắc là chúng ta phải chờ một thời gian ngắn nữa. Có một quy định nữa, đó là quy định về tỷ lệ linh hoạt khi xác định tiêu chí. Linh hoạt là gì? Có nghĩa là khi xác định tiêu chí hàng hóa mà tiêu chí đó nó bị vướng
không đạt. Đấy, thì chúng ta cần phải có cái gì để mà cứu. Thì cái sự linh hoạt ở đây, tiếng Anh người ta đặt cái tên nó là de minimis, là tỷ lệ linh hoạt trong xác định tiêu chí. De minimis thì nó giống như, thưa anh chị, nó giống như chiếc phao cứu sinh. Ví dụ chúng ta đang có bơi dưới nước và chúng ta chới với chuẩn bị đuối nước, đúng không? Đấy. Thì chúng ta cần một cái phao cứu sinh để mà cứu. Đấy. Thì chúng tôi ví von rằng chiếc phao cứu sinh này đó là de minimis. De minimis trong EVFA nó được quy định bởi hai tiêu chí. Thứ nhất là áp dụng đối với trị giá, và như tôi nói trước đây là trị giá đây là trị giá gì, cái gì, Fox hay là Ship hay là Edward, cái gì trị giá gì, vâng đúng rồi, đây là trị giá Edward. Tiêu chí là quy định rằng cho phép de minimis 10% trị giá xuất xưởng đối với các mặt hàng từ chương 1 đến chương 97, nhưng mở ngoặc từ chương dệt may từ 50 đến 63. Như vậy là từ chương dệt may từ 50 đến 63 có quy định riêng. Thứ hai là áp dụng đối với trọng lượng. Trọng lượng ở đây là trọng lượng tính. Thì quy định rằng áp dụng 10% đối với các sản phẩm ở chương 2, chương 4 đến chương 24 trừ chương 16. Đấy. Như vậy sẽ có một số sản phẩm chương 1, chương 3, chương 16 không được áp dụng de minimis đối với trọng lượng nhá, mà chỉ được áp dụng de minimis đối với trị giá tích mà thôi. Rồi ví dụ chúng ta có một cái sản phẩm là cá phi lê cá hồi cực kỳ ngon, đúng không ạ? Đấy. Phi lê cá hồi, như các anh chị nhìn ở trên bảng đấy, đấy, đây, có tiêu, có HS là 0304, đúng không? Tiêu chí của cá hồi phi lê là nguyên liệu chương 3 có xuất xứ thuần túy, cá ở là chương 3 và các sản phẩm làm từ cá thì cũng có là HS đầu chương 3, thì có quyết định là đối với sản phẩm 0304 là phi lê cá thì nguyên liệu chương 3 có xuất xứ thuần túy. Có nghĩa là con cá này, phi lê, đĩa cá phi lê này được làm ra từ con cá, tôi nói ví dụ đây là phi lê cá hồi, thì con cá hồi phải có xuất xứ thuần túy thì cái đĩa phi lê cá hồi này mới được có xuất xứ thuần túy. Tuy nhiên với quy định về de minimis thì cho phép như nào anh chị? Đối với sản phẩm chương 3 thì được phép de minimis như nào ạ? De minimis bao nhiêu phần trăm? 10%. Trọng lượng hay trị giá ạ? 10% trị giá. Chúng ta vừa nói xong tháng trước. Đấy. Đối với sản phẩm chương 3 không cho phép tính 10% trọng lượng mà chỉ cho phép tính 10% trị giá xuất xưởng mà thôi. Thì chúng ta đấy lấy trị giá của con cá, đúng không, con cá hồi mà không có xuất xứ chia cho trị giá xuất xưởng của dĩa cá hồi này này, phi lê này này mà chiếm 10% trở xuống thì được coi là de minimis thành công, anh chị nhá. Như vậy không, ở đây là một lần nữa chúng ta thấy là cái tiêu chí xuất xứ thuần túy được cứu, đúng không? Nếu theo nguyên tắc cơ bản mà trước đây chúng ta nghiên cứu là thuần túy, sản phẩm thuần túy thì nguyên liệu cũng phải là thuần túy hết. Ở đây là nó là hay là sản phẩm thuần túy như lại cho phép 10% trị giá nguyên liệu không có xuất xứ là vậy. Như vậy ở đây de minimis được cứu đối với dĩa cá hồi 0304 là 10%. Cái thứ hai là quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may thì muôn thuở trong tất cả các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đang tham gia, bất di bất dịch đều có quy định riêng đối với hàng dệt may. Bởi lẽ ngoài cái việc chúng ta ăn, ta uống, đúng không, thì chúng tôi mặc,
là cực kỳ quan trọng. Và chúng ta biết rằng châu Âu là thủ phủ, đúng không, của thời trang thế giới, đúng không ạ? Chúng ta có Ý, chúng ta có Pháp, đúng không ạ? Là những hai trung tâm về thời trang thế giới, về thời trang cực kỳ nổi tiếng của thế giới. Đấy. Cho nên quy tắc xuất xứ ở trong EVFTA cũng được đề cập hết sức là chặt chẽ, hết sức chặt chẽ. Chúng tôi ví là cái việc mà xuất xứ thuần túy, xuất xứ của dệt may trong EVFTA nó chỉ khó thua so với quy tắc dệt may trong một cái bệnh nào anh chị? Đúng rồi, CTP. Phải nói rằng tiêu chí xuất xứ trong dệt may của CTP là một tiêu chí cực kỳ khó nhất, hay chúng tôi cũng gọi là rất là đau thương nhất để xác định tiêu chí. Thì tiêu chí dệt may thứ hai là nằm trong EVFTA. Về cơ bản, tiêu chí dệt may trong EVFTA nó cũng na ná thôi nhé, nó gần giống như tiêu chí dệt may trong form AG xuất đi Nhật Bản hay BG nhân xuất bản. Tuy nhiên nó có những nét đặc thù riêng, và nó có những điều riêng, nó có những cái nó mở hơn, nhưng mà nó có những cái nó đóng hơn. Tương chung tiêu chí trong EVFTA nó tương đối khó. Tôi nói ví dụ đối với sản phẩm ở chương 61 là sản phẩm dệt kim, đấy, sản xuất kim, thì nó yêu cầu này, sản phẩm đó phải là được dệt sau được may, bao gồm cắt. Như vậy là anh phải dệt ra vải, sau đó anh cắt may ra sản phẩm thì anh mới đáp ứng được tiêu chí xuất xứ đối với sản phẩm dệt kim. Tôi nói ví dụ đấy, cái áo thun mà các anh chị đang mặc đấy, áo thun đấy, dệt kim các anh chị biết rồi, dệt bằng kim, tôi gọi là dệt kim, không phải là dệt bằng con thoi. Đấy. Áo thun của tất cả chúng ta đang mặc là dệt kim, thì tiêu chí nó là vải và được dệt kim tại các thành viên, tóm lại là phải được dệt kim tại Việt Nam, đúng không? Ví dụ chúng ta may thì vải nó phải được dệt tại Việt Nam, xong đó chúng ta cắt may cái áo từ miếng vải được dệt Việt Nam thì mới đáp ứng được tiêu chí. Như vậy ở đây là tiêu chí hai công đoạn, đúng không? Đối với chương 62, chương 62 là dệt thoi. Đây ví dụ cái áo tôi đang mặc đây là dệt thoi. Đấy. Dệt thoi thì cũng có hai cái nhóm tiêu chí. Thứ nhất là cũng giống như là dệt kim thì vải phải được dệt. Đấy, cái vải nó phải được dệt tại thành viên, xong được may bao gồm được cắt. Như vậy phải cũng là hai công đoạn. Công đoạn dệt vải và công đoạn cắt may phải được diễn ra tại Việt Nam hay của nhóm thành viên thì sản phẩm áo quần của chúng ta ở chương 62 mới được coi là đáp ứng tiêu chí trong EVFTA. Tuy nhiên, trong EV nó có một cái điểm mở. Đấy, đó là cho phép, đúng không? Cho phép nhập vải thô về mà vải thô đó không được dệt ở Việt Nam. Đấy. Về sau đó phải, nhưng mà anh nhập vải thô về thì anh phải thực hiện một loạt các công đoạn mà tối thiểu ít là hai công đoạn mà được liệt kê ở đây. Như là giặt, như là tẩy trắng hay làm bóng hay là cào bông cán vải như vậy. Và cái miếng vải này khi nhập về là một loại vải mà chưa in thì vải này không được vượt quá 47,5 trị giá của cái áo hay cái quần. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là trong EVFTA đối với dệt may có cái cuối một số đoạn trong tiêu chí sẽ có cái mũ 3, cái mũ 5, đúng không ạ? Đây các anh nhìn thấy cái mũ 3 và mũ 5 này. Mũ 3 và mũ 5. Vậy mũ 3 và mũ 5 ở đây là cái gì? Thưa anh chị, mũ 3 và mũ 5 ở trong quy tắc dệt may trong EVFTA được gọi là quy de minimis trong dệt may. Mũ 3 ở đây, mũ 3 ở đây là cho phép de minimis đối với 10% trọng lượng dệt may cũng như là dệt may. Như vậy là 10% trọng lượng dệt may cơ bản tham gia tạo nên sản phẩm này thì cho phép nó có 10% đấy, nguyên liệu đó không được có xuất xứ. Như vậy nó cho phép de minimis là 10% nếu như sản phẩm đó có mũ 3. Còn mũ 5 là gì? Mũ 5 là de minimis cho phép 8% trị giá của nguyên liệu
tạm trị giá của nguyên liệu khi không có xuất xứ, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ, tham gia sản xuất nên sản phẩm. Như vậy các anh chị lưu ý nhé, đối với dệt may thì chúng ta có hai cái tiêu chí de minimis. Thứ nhất là tiêu chí mũ 3. Mũ 3, được nhắc lại, mũ 3 là de minimis cho phép 10% trọng lượng của nguyên liệu không có xuất xứ, không được phép sử dụng so với trọng lượng của sản phẩm. Và de minimis nếu thể hiện bằng mũ 5, đây, bằng mũ 5, thì đây là cho phép de minimis 8% trị giá của nguyên liệu không được phép sử dụng khi tham gia vào tạo nên một sản phẩm. Thưa các anh chị, trong cái khoảng ngắn thì tôi đã chia sẻ với các anh chị về một số nguyên tắc cơ bản. Đấy, một số nguyên tắc cơ bản trong FTPA. Ngoài ra chúng ta sẽ có một nhóm nguyên tắc nữa, đó là nhóm nguyên tắc quy tắc xuất xứ về các mặt hàng nông nghiệp. Đấy, các hàng mặt hàng nông nghiệp, các anh chị biết rằng EV người ta rất quan tâm đến nông nghiệp, các sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp. Chúng ta đã biết Âu Châu là một khối bao gồm 28 nước cực kỳ phát triển lâu rồi, phát triển lâu rồi đúng không? Cho nên người ta rất chú trọng đến các sản phẩm mà có nguồn gốc từ nông nghiệp. Có nguồn gốc từ nông nghiệp. Đấy. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu chị Nghĩa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu của Thành Minh, sẽ trình bày với chúng ta về các quy tắc xuất xứ đối hàng nông nghiệp và một số thủ tục quy định trong EVFTA để chúng ta có được cái xuất xứ khi mà hàng hóa chúng ta xuất vào EU. Phần này tiếp xin mời chị Nghĩa tiếp tục. Vâng. Xin kính chào quý anh chị. Quý anh chị vừa được nghe phần chia sẻ rất là hay và hữu ích từ anh Bình, trưởng phòng của chúng tôi. Tiếp theo chương trình thì tôi xin được phép chia sẻ thêm một cái phần nữa. Tiếp theo chương trình thì tôi xin được phép chia sẻ đến cái phần tiếp theo, đó là phần quy định về hàng nông nghiệp. Thì như các anh chị đã biết, các cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta là các cái sản phẩm như là chương 6, chương 7, chương 8, chương 9, chương 10, chương 12 và nhóm 2401. Những cái sản phẩm này được trồng và thu hoạch tại Việt Nam thì sẽ có xuất xứ của Việt Nam, cũng như được trồng và thu hoạch tại một nước thành viên thì sẽ có xuất xứ của nước thành viên đó. Và khi các cái sản phẩm đó được trồng và thu hoạch tại Việt Nam thì sẽ có tiêu chí xuất xứ gì quý anh chị? Vâng, xuất xứ thuần túy phải không ạ? Là xuất xứ thuần túy. Và bên cạnh đó thì ví dụ như có chúng ta vừa được nghe cái phần quy định về các cái nuôi trồng thủy hải sản, thì đối với các mặt hàng nông nghiệp của chúng ta cũng vậy. Trong trường hợp mà chúng ta được nhập khẩu các cái sản phẩm như là rễ này, là thân, cành non, cành chiết, cành ghép hoặc là hạt từ những cái nước mà không phải là xuất xứ, không phải là thành viên của EVFTA và chúng ta trồng tại đây. Ví dụ như tôi xin đưa ra một cái ví dụ như là chúng ta sẽ nhập một cái cây táo chiết, cây táo NV của Mỹ, là cây táo chiết. Chúng ta mang về Việt Nam để trồng. Đấy, sau cái thời gian trồng trọt thì chúng ta sẽ thu, cây táo sẽ cho ra hoa kết quả. Và lúc này chúng ta sẽ thu được cái quả táo. Và trong trường hợp này thì cái quả táo của chúng ta sẽ có xuất xứ gì ạ? Xuất xứ thuần túy của Việt Nam đúng không ạ? Và bên cạnh những cái tiêu chí về xuất xứ thuần túy của hàng nông nghiệp thì chúng ta còn có những cái mặt hàng nông nghiệp chế biến.
Tiếp theo là cái quy định về tỷ lệ giới hạn trong các mặt hàng nông nghiệp được quy định từ chương 1 đến chương 24. Và khi chúng ta áp dụng cái tiêu chí xuất xứ là chuyển đổi nhóm thì chúng ta sẽ có cái quy định tỷ lệ giới hạn về trọng lượng. Cái quy định này thì sẽ được chia ra làm 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là quy định về tỷ trọng của các trọng lượng của các nguyên liệu thuộc chương nhóm. Tức là khi quý anh chị tra cứu vào trong phụ lục 2 của thông tư 11, chúng ta thấy có diễn tả là trọng lượng của nguyên liệu thuộc chương nào, ha, trọng lượng của nguyên liệu thuộc chương nào và thuộc nhóm nào không được vượt quá bao nhiêu phần trăm so với trọng lượng của sản phẩm. Thì lúc này chúng ta sẽ tính bằng cách là cộng dồn của các cái nguyên liệu thuộc các cái chương quy định đó và các cái nhóm quy định đó, đấy, tổng cái trọng lượng của những cái nguyên liệu đó chia cho trọng lượng tịnh của thành phẩm không được vượt quá cái tỷ lệ phần trăm quy định thì cái tiêu chí xuất xứ của sản phẩm sẽ đáp ứng. Đấy, cái trường hợp thứ nhất. Như vậy là quý anh chị đã nắm được rồi phải không ạ? Xin chuyển tiếp qua cái trường hợp thứ hai. Đó là khi mà quý anh chị đọc vào cái tiêu chí xuất xứ, nó diễn tả là trọng lượng đơn lẻ của các nguyên liệu, của từng nguyên liệu thuộc chương nhóm. Thì lúc này chúng ta sẽ xét đơn lẻ từng nguyên liệu ra. Chúng ta sẽ không cộng dồn từng nguyên liệu như cái trường hợp thứ nhất nữa, mà chúng ta sẽ tách đơn lẻ từng nguyên liệu ra. Ví dụ như khi quý anh chị đọc vào cái tiêu chí nó diễn tả là trọng lượng của nguyên liệu thuộc chương 4, trọng lượng đơn lẻ của nguyên liệu thuộc chương 4 không được vượt quá bao nhiêu phần trăm trọng lượng so với sản phẩm. Thì lúc này quý anh chị sẽ tách các cái nguyên liệu chương 4 riêng ra. Ví dụ như trong chương 4 chúng ta sẽ có sữa này, có bơ này, có trứng này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tính trọng lượng của sữa chia cho trọng lượng tịnh của thành phẩm không được vượt quá tỷ lệ phần trăm cho phép. Trọng lượng của bơ chia cho trọng lượng của thành phẩm, trọng lượng tịnh của thành phẩm nhân trăm phần trăm không được vượt quá tỷ lệ cho phép. Và tương tự như vậy với trứng chúng ta cũng thế. Tức là từng nguyên liệu chúng ta sẽ tính tách riêng ra, không được cộng vào như trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp thứ ba là tổng trọng lượng kết hợp của đường và nguyên liệu từ chương 4 không được vượt quá x phần trăm so với trọng lượng của sản phẩm. Thì cái trường hợp này là chúng ta sẽ kết hợp trọng lượng của đường và trọng lượng của tất cả các nguyên liệu thuộc chương 4 lại. Tổng trọng lượng của đường và tất cả các nguyên liệu chương 4 không được vượt quá cái tỷ lệ cho phép so với trọng lượng của thành phẩm. Thì lúc đó sản phẩm của chúng ta mới đáp ứng được tiêu chí xuất xứ. Và ba cái trường hợp này nó sẽ đi kèm với cái tiêu chí là chuyển đổi nhóm. Do đó, khi mà một sản phẩm đáp ứng tiêu chí xuất xứ là phải đáp ứng cả cái tiêu chí chuyển đổi nhóm và ba những cái điều kiện này kèm theo. Nhưng khi mà trong thực tế, quý anh chị khi mà đề nghị cấp CO, quý anh chị phải xem là sản phẩm của mình nếu như đáp ứng tiêu chí chuyển đổi nhóm rồi mà những cái điều kiện quy định trong này không đáp ứng thì sản phẩm của chúng ta sẽ không đáp ứng tiêu chí xuất xứ và sẽ không được cấp CO. Về một cái quy tắc nữa trong EVFTA cũng khá là mới mẻ, đó là quy tắc về bộ hàng hóa. Thì hiện nay chúng ta đã và đang thực thi 13 hiệp định FTA ưu đãi. Trong 13 cái hiệp định này, ngoài EVFTA thì chúng ta còn có một hiệp định khác cũng quy định về bộ hàng hóa. Quý anh chị biết đó là quy tắc gì không ạ? Một đất nước, một hiệp định song phương ạ? Đúng rồi, đó là VC ha. VC cũng có quy định về quy tắc bộ hàng hóa. Tuy nhiên là cái hiệp định này nhỏ cho nên là cái điều khoản này chúng ta thấy là không có phổ biến. Về cái quy tắc bộ hàng hóa trong EVFTA của chúng ta thì sẽ quy định là một cái bộ hàng hóa đó tức là gồm nhiều sản phẩm. Một bộ tức là gồm nhiều sản phẩm phải không quý anh chị? Một bộ hàng hóa đó chỉ đáp ứng được tiêu chí xuất xứ khi từng sản phẩm trong bộ hàng hóa của chúng ta đáp ứng tiêu chí xuất xứ. Nhưng mà trong thực tế thì bộ hàng hóa của chúng ta gồm nhiều sản phẩm, có phải là tất cả các sản phẩm trong bộ hàng hóa đều đáp ứng được tiêu chí không ạ? Trong thực tế thì khả năng đó rất khó xảy ra. Tôi lấy ví dụ như chúng ta sẽ có một bộ vệ sinh, một bộ kit vệ sinh khi đi du lịch. Chúng ta sẽ có này, kem đánh răng, bàn chải, lược, tăm bông. Chúng ta gồm có rất nhiều sản phẩm. Những cái sản phẩm của chúng ta
đều đáp ứng được tiêu chí xuất xứ. Riêng có một cái sản phẩm là tăm bông, chúng ta nhập khẩu hoặc chúng ta mua vào ha, nhập khẩu hoặc mua về để ghép vào cái bộ hàng hóa của chúng ta đó, cho nó đủ đầy đủ để thành bộ hàng hóa để chúng ta xuất khẩu. Trong những cái sản phẩm của chúng ta thì có cái tăm bông không có xuất xứ. Như vậy thì làm cách nào để toàn bộ hàng hóa của chúng ta đáp ứng được tiêu chí xuất xứ ạ? Vâng, trong cái trường hợp này, EVFTA của chúng ta quy định rằng: một, tất cả các cái sản phẩm trong bộ hàng hóa phải đáp ứng được tiêu chí xuất xứ thì bộ hàng hóa sẽ đáp ứng được tiêu chí xuất xứ. Trong trường hợp một hoặc nhiều sản phẩm trong bộ hàng hóa không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ thì các cái sản phẩm này chúng ta được quyền tính de minimis, và cái tỷ lệ đó là không vượt quá 15% so với trị giá xuất xưởng của bộ hàng hóa. Đấy, đây là một cái tiêu chí rất là hay trong EVFTA. Tiếp theo, một cái điều khoản nữa trong EVFTA đó là nguyên tắc lãnh thổ. Tức là chúng ta phải hiểu như thế này, hàng hóa của chúng ta sẽ đáp ứng được những cái quy định trong phụ lục 2 khi các cái công đoạn của nó được diễn ra hoàn toàn tại một nước và không gián đoạn. Trong trường hợp mà hàng hóa của chúng ta ha, xuất khẩu từ một nước thành viên, rồi sau đó tái nhập lại từ một nước không phải là thành viên, thì hàng hóa đó sẽ có xuất xứ khi mà chúng ta chứng minh được rằng cái hàng mà chúng ta tái nhập về đó chính là hàng xuất đi ban đầu. Đấy. Và một cái điều kiện nữa là trong cái quá trình vận chuyển, từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu, thì hàng hóa đó không tham gia vào bất kỳ các công đoạn nào, công đoạn sản xuất nào ngoài cái công đoạn là bảo quản trong quá trình vận chuyển. Đấy. Thì hàng hóa đáp ứng được cái nguyên tắc là nguyên tắc lãnh thổ. Và đây là một cái điều khoản rất là mới, rất là hay của EVFTA, đó là cái điều kiện quy định về chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba. Đây, thì ví dụ như nôm na là tôi xin phân tích ra thành như thế này. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái lô hàng là giày dép nha quý anh chị, chúng ta sẽ có một cái lô hàng giày dép xuất đi từ Việt Nam. Đấy, xuất đi từ Việt Nam, chúng ta xuất sang Đức. Nhưng mà tại Đức, nguyên cái lô hàng đó chúng ta sẽ lưu vào kho ngoại quan của Đức. Đó, sau khi lưu vào kho ngoại quan của Đức, thì vào một cái thời điểm là thời điểm Noel nha. Đến thời điểm Noel thì chúng ta sẽ đưa 1/3 lô hàng vào trong nội địa Đức nha. Và đến một cái thời điểm tiếp theo là thời điểm Tết Tây, thì chúng ta sẽ đưa 1/3 lô hàng vào trong Pháp. Và đến thời điểm là Tết Ta thì 1/3 lô hàng còn lại chúng ta sẽ xuất sang Nga. Như vậy thì trong tình huống này chúng ta có cấp được CO không ạ? Chúng ta có cấp được CO. Theo quy định của EVFTA về điều khoản chia nhỏ lô hàng thì chúng ta cấp được CO. Và trong tình huống này thì chúng ta sẽ cấp được 2 CO. CO thứ nhất là hàng vào Đức và CO thứ hai là hàng vào Pháp. Nga không thuộc EVFTA, cho nên chúng ta sẽ không cấp CO EUR1 trong trường hợp này nha quý anh chị. Và nếu như có quý anh chị nào có thắc mắc là có cấp được CO mẫu EAV không thì cũng không cấp được, vì cái hiệp định Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu không quy định về cái điều khoản chia nhỏ lô hàng. Đây, điều khoản này rất là hay đó. Đến cái phần thứ hai trong cái EVFTA xin giới thiệu với quý anh chị, đó là cái phần về thủ tục cấp CO trong EVFTA. Về cái cơ chế chứng nhận xuất xứ thì hiện nay chúng ta đã biết rồi, chúng ta đang có hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cơ chế cấp CO giấy thông qua mẫu EUR1 quý anh chị ạ. Đấy, cơ chế thứ nhất là cấp CO giấy thông qua mẫu EUR1. Và cái cơ chế thứ hai đó là cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Tức là khi mà đề nghị cấp CO mẫu EUR1 á, thì quý anh chị sẽ mang hồ sơ đến các phòng quản lý xuất nhập khẩu để cấp nha, các cái tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền để cấp. Và tự chứng nhận xuất xứ thì quý doanh nghiệp chúng ta sẽ không cần mang CO, không cần mang hồ sơ đến các tổ chức cấp CO để đề nghị cấp nữa, mà quý doanh nghiệp chúng ta sẽ tự ngồi ở nhà để khai báo xuất xứ cho cái lô hàng của mình. Và cái việc tự chứng nhận xuất xứ này được thể hiện như thế nào và nội dung ra sao? Thì từ đầu giờ đến giờ chúng ta đã nghe rất nhiều về tự chứng nhận xuất xứ. Tức là chúng ta sẽ
được thể hiện cái nội dung về tự chứng nhận xuất xứ đó lên trên cái hóa đơn thương mại này hoặc là chứng từ thương mại khác như là phiếu đóng gói, phiếu gửi hàng. Và trong trường hợp mà chúng ta lúc nãy chúng ta có nghe thắc mắc đó là bill á, thì bill sẽ không được xem là chứng từ thương mại. Do đó quý anh chị đừng thể hiện lời văn tự chứng nhận xuất xứ lên bill nha quý anh chị, không thể hiện lên vận tải đơn đấy. Và cái lời văn tự chứng nhận xuất xứ thì được quy định bằng 24 ngôn ngữ, được quy định trong phụ lục 7. Khi khai báo tự chứng nhận xuất xứ thì quý anh chị có thể là in cũng được này, hoặc là đóng dấu cũng được, hoặc viết tay cũng được. Và nếu như viết tay á, thì quý anh chị phải viết bằng chữ in hoa toàn bộ, chứ không viết chữ in hoa cho chữ cái đầu tiên. Và phải viết bằng viết mực, không dùng viết chì nha. Và một cái điều hết sức đặc biệt đó là doanh nghiệp chúng ta được tự chứng nhận xuất xứ cho những cái lô hàng mà có trị giá không quá bao nhiêu ạ? 6.000 euro. À, chúng ta được quyền tự chứng nhận xuất xứ cho những cái lô hàng có trị giá không quá 6.000 euro. Tuy nhiên là không phải đó là điều kiện bắt buộc đâu quý anh chị ạ. Nếu như mà quý anh chị có những cái lô hàng mà dưới 6.000 euro, từ 6.000 euro trở xuống mà quý anh chị muốn cấp CO mẫu EUR1 thì vẫn có thể đề nghị cấp được nha. Vẫn có thể đề nghị cấp được, chúng ta có hai lựa chọn. Cấp CO mẫu EUR1 cũng được, hoặc là doanh nghiệp sẽ tự chứng nhận xuất xứ cũng được. Đấy, như vậy thì cái phần về cấp CO mẫu EUR1 á, khi quý doanh nghiệp chúng ta có nhu cầu cấp mẫu EUR1 thì quý anh chị sẽ liên hệ với ai, tổ chức nào để cấp CO? Thì hiện tại trên cả nước chúng ta có 19 phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực và Sở Công Thương Hải Phòng là 20 đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền cấp CO mẫu EUR1. Cho nên là quý doanh nghiệp nào chúng ta có nhu cầu thì chúng ta sẽ liên hệ với các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực và Sở Công Thương Hải Phòng, được bố trí đều trên cả nước, nơi nào thuận tiện nhất cho quý anh chị thì quý anh chị có thể đề nghị cấp CO. Cái quy định về cấp sâu trong EUR1 và tự chứng nhận xuất xứ đó là quy định về cấp sâu thì chúng ta sẽ cấp sâu trong vòng 3 ngày làm việc. Và khi chúng ta đối chiếu ngày cấp CO so với ngày tàu chạy là từ 3 ngày làm việc trở đi thì chúng ta sẽ đóng dấu cấp sau vào ô thứ 7 của CO. Nội dung của cái dấu cấp sau đó là chữ Issue Retrospectively. Đó, cái nội dung cái dấu này nó giống như là cái dấu của form A, giống như dấu của form A. Và nó khác với các cái form ưu đãi khác. Các form ưu đãi khác thì dấu cấp sau là dấu gì ạ? Là Issue Retrospectively, chính xác rồi ạ. Đấy. Và cái thời hạn để chúng ta cấp CO mẫu EUR1 cũng như tự chứng nhận xuất xứ đó là sẽ không muộn hơn 2 năm kể từ ngày tàu chạy, tức là trong vòng 2 năm kể từ ngày tàu chạy, quý doanh nghiệp chúng ta được quyền đề nghị cấp CO mẫu EUR1 cũng như là chúng ta được quyền tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa của mình. Đấy, còn cái CO mẫu EUR1 thì sẽ có hiệu lực như thế nào? Thưa rằng nó sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp CO. Thì hiện tại cái form EUR1 của chúng ta nó giống như cái như là form A và giống như form CPTPP, là chúng ta chỉ có một bản thôi. Các bản còn lại á, thì cái bản thứ nhất á, thì doanh nghiệp sẽ gửi đi cho khách hàng ha. Còn cái bản mà lưu tại phòng thì chúng ta sẽ phô ra, và lưu tại doanh nghiệp thì chúng ta cũng sẽ phô ra. Và khi phô như vậy thì chúng ta sẽ đóng dấu copy lên CO. So với các cái FTA khác thì chúng ta có cái CO bằng giấy carbon, cho nên là chúng ta có nhiều bản, chúng ta sẽ không photo và cũng không đóng dấu copy luôn. Đấy. Và một cái quy định nữa là quy định, ví dụ như khi quý anh chị đã cấp CO rồi nha, đã đề nghị cấp CO rồi và CO đã được chúng tôi cấp rồi đó, nhưng mà vì lý do mất, thất lạc hoặc hư hỏng thì quý anh chị phải giải quyết như thế nào? Trong trường hợp này thì quý anh chị có thể đề nghị cấp lại CO. Và cấp lại CO trong trường hợp mất, thất lạc, hư hỏng là cấp lại nội dung y chang như cũ, không thay đổi bất kỳ nội dung nào. Và lúc đó chúng tôi sẽ đóng dấu duplicate vào ô thứ 7 của CO, ô số 7 của CO cho quý doanh nghiệp. Đã. Và một trường hợp khác nữa là khi quý doanh nghiệp đã được cấp CO rồi. Đấy. Nhưng mà sau đó chúng ta phát hiện ra chúng ta bị delay, chúng ta thay đổi invoice hay là cánh sinh nhi thay đổi nội dung gì đó trên CO, thì chúng ta sẽ trả lại CO cũ và sẽ được các tổ chức cấp CO mới cho cấp CO khác cho quý anh chị.
và một số tình huống, một số trường hợp như là thời điểm vừa rồi dịch giả Covid đấy, thì các cái phương tiện hay là chuyến bay hay là hàng hóa xuất khẩu và hạn chế di chuyển giữa các nước đó, thì chúng ta sẽ không trả lại được cái CO cũ ngay tại thời điểm cấp CO. Thì các tổ chức cấp CO vẫn sẽ hỗ trợ, tức là vẫn cấp CO cho quý anh chị, cấp một CO mới thay thế cho quý anh, thay thế cho CO cũ. Tuy nhiên là trong cái trường hợp này thì quý anh chị phải in vào ô 7 của CO câu là This CO relates the CO no dead, và cái chữ no chấm 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 dead chấm 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 là quý anh chị sẽ điền cái số và cái ngày của CO cũ đã được cấp trước đó. Đấy, đó là trong trường hợp mà cấp thay thế. Và trong quý anh chị ở đây chúng ta làm CO thì chúng ta biết rồi, không có rất là ít trường hợp chúng ta khai báo một hoặc là hai chi tiết dòng hàng, mà có rất là nhiều doanh nghiệp chúng ta khai báo nội dung chi tiết CO rất là nhiều luôn, rất là nhiều, có thể là cũng một mặt hàng nhưng cũng có thể là có rất là nhiều mặt hàng đó. Như vậy thì trong trường hợp đó, một cái trang giấy của CO không thể nào tải hết được nội dung của cái CO của mình, thì mình phải làm sao ạ? Mình sẽ mua thêm một CO mới nữa, một hoặc nhiều CO mới nữa để chúng ta in tiếp, và chúng ta sẽ in là trang 1/2, trang 2/2 chẳng hạn, chứ chúng ta không được phép dùng giấy A4 nha quý anh chị. Chúng ta sẽ không được dùng giấy A4 làm tắc list sheet hay là additional pay trong trường hợp này đâu, mà chúng ta sẽ làm một liên xô tiếp theo. Về quy định lưu trữ hồ sơ thì đối với cả CO mẫu EUR1 và tự chứng nhận xuất xứ thì cái quý định lưu trữ hồ sơ là quý doanh nghiệp chúng ta sẽ lưu trữ trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm nha quý anh chị. Quý anh chị phải hết sức có trách nhiệm lưu trữ, hết sức chú ý trong trường hợp này. Chứ không phải là đề nghị cấp CO được cấp xong là xong luôn, không lưu trữ gì là không được. Là chúng ta phải lưu trữ để phục vụ cho tất cả các cái công tác sau này có liên quan đến bộ hồ sơ đó. Quy định về ngưỡng miễn nộp trong EVFTA thì cái ngưỡng miễn nộp nghe nôm na thì cũng giống như là tự chứng nhận không ạ? Tuy nhiên nó khác nhau về bản chất. Là trong cái đầu mà từ, trong cái EUR1 cái quy định á, đầu mà đi từ Việt Nam vào châu Âu á, thì sẽ là 500 đô đối với kiện hàng nhỏ, và sẽ là 500 euro đối với kiện hàng nhỏ, và là 1.200 euro đối với dạng hành lý cá nhân của người đi du lịch nhập cảnh vào châu Âu thì sẽ miễn nộp CO. Và ở đầu ngược lại, tức là đầu đi từ châu Âu vào Việt Nam thì chúng ta sẽ tính bằng đơn vị USD, tức là hàng hóa hay là hành lý cá nhân của người đi du lịch hoặc là kiện hàng nhỏ mà từ 200 đô trở xuống thì chúng ta cũng miễn nộp CO. Và một cái điểm rất mới nữa của EVFTA so với các cái hiệp định FTA ưu đãi khác, đó là quy định về 4 vùng lãnh thổ: Ceuta, Melilla, San Marino và Andorra. Các cái vùng lãnh thổ này thì không thuộc châu Âu nha quý chị, không thuộc châu Âu. Ceuta là thuộc địa của Tây Ban Nha ha, và Melilla cũng là thuộc địa của Tây Ban Nha đấy. Nhưng mà hàng hóa từ Ceuta vào Melilla vào Việt Nam và theo chiều ngược lại thì sẽ được hưởng những cái quy định trong EVFTA. Và chúng ta có San Marino là một quốc gia nhỏ bé nằm trong lòng nước Ý. Hàng hóa từ San Marino vào Việt Nam và ngược lại thì cũng được hưởng những cái quy định ưu đãi trong EVFTA. Còn Andorra thì sao ạ? Andorra là một quốc gia nhỏ bé ha. Nó nằm trên biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Đấy, hàng hóa từ Andorra nhưng không phải dàn trải tất cả các chương như Ceuta, Melilla và San Marino đâu quý anh chị. Hàng hóa từ Andorra mà từ chương 25 đến chương 97 xuất vào Việt Nam và theo chiều ngược lại là từ Việt Nam xuất vào Andorra có hàng hóa từ chương 25 đến chương 97 thì cũng sẽ được hưởng những cái quy định ưu đãi theo EVFTA quy định luôn. Là các bạn này cũng được đối xử như các cái thành viên khác trong 28 quốc gia và của EU và Việt Nam. Đó thì vừa rồi chúng tôi đã kết thúc cái phần giới thiệu về quy tắc xuất xứ và thủ tục cấp CO trong mẫu EUR1. Thì
Xin hỏi quý anh chị có thắc mắc gì không ạ? Có câu hỏi nào ạ? Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ tham luận đến từ đại diện Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Ngọc Bình và chị Nghĩa. Và sau đây xin được mời quý vị doanh nghiệp đang theo dõi trực tiếp tại hội trường cũng như là quý vị doanh nghiệp đang theo dõi trên nền tảng Zoom, chúng ta cùng đặt những câu hỏi để cho phía diễn đại. Xin mời anh chị. Chúng tôi cũng có nhận được một số câu hỏi đặt thông qua nền tảng Zoom, anh chị đang theo dõi trên Zoom. Tôi xin phép được đọc câu hỏi cho diễn đại. Thứ nhất là nội dung liên quan đến quy tắc của gốm hàng may mặc sẽ được thực hiện như thế nào, chương 61 và 62 thể hiện như thế nào. Thưa anh chị, như trong cái phần trình bày của tôi phần trước á, tôi đã chia sẻ về nội dung này. Thì theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu thì có một cái điều cho phép cộng gộp nguyên liệu vải, đúng không? Vải có xuất xứ của Hàn Quốc được coi là có xuất xứ của Việt Nam khi may quần áo để xuất đi EU, hoặc là coi là có xuất xứ của EU khi hàng hóa vải được nhập từ Hàn Quốc vào EU để sản xuất ra quần áo của Việt Nam. Đấy. Và một cái điều kiện muốn hàng vải có xuất xứ của Hàn Quốc và Việt Nam hoặc EU để coi là có xuất xứ của Việt Nam hoặc EU thì hàng hóa đó phải đáp ứng các tiêu chí xuất xứ của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, EKFTA, các anh chị nhé. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng ta đang ngồi đây thì điều khoản này tạm thời chưa áp dụng bởi Việt Nam, EU và Hàn Quốc chưa thống nhất được thủ tục cho phép cộng gộp vải. Vâng, xin cảm ơn anh Bình rất nhiều. Và tiếp đến là một câu hỏi nữa của công ty Hải Yên thông qua đang theo dõi trên Zoom như sau. Công ty Hải Yên đang có nhập khẩu thường xuyên thiết bị bếp có xuất xứ EU, cụ thể là nhà sản xuất chính ở Tây Ban Nha, nhưng Hải Yến mua qua chi nhánh công ty đó ở Singapore, vận chuyển chứng từ hàng hóa từ Singapore về Việt Nam. Vậy như trường hợp này thì có được hưởng ưu thế, ưu đãi theo hiệp định EVFTA hay không? Và nếu có thì chứng từ tự chứng nhận xuất xứ sẽ như thế nào? Hy vọng được ban tổ chức giải đáp thắc mắc này. Vâng, về câu hỏi này ấy, thì là liên quan đến chứng từ đầu nhập, đúng không ạ? Đầu nhập, đúng không ạ? Thì về phía đầu nhập thì ngay đầu chương trình anh Thảo bên Cục Hải quan cũng đã trả lời rồi ạ. Vâng, tôi xin nhắc lại tí này. Thứ nhất, về nguyên tắc là hàng hóa muốn vào Việt Nam, đúng không? Muốn vào Việt Nam để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo EVFTA thì hàng hóa đó phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ của EVFTA, đúng không ạ? Đối với đầu nhập khẩu vào thì thủ tục nào để hàng hóa từ châu Âu vào Việt Nam được hưởng thuế đặc biệt thì như các anh chị đã biết là châu Âu đã thông báo với Việt Nam rồi, và anh Thảo của đại diện từ tổng của Cục Hải quan thành phố cũng đã trả lời anh chị rồi, thì sẽ có một cái chứng từ tự chứng nhận xuất xứ từ một cái nước xuất khẩu EU vào Việt Nam thông qua cái chứng nhận REC, hệ thống REC. Vâng, REC. Các anh chị đừng nhầm lẫn cái rách mà từ EU vào Việt Nam là cái rách mà từ Việt Nam vào EU theo chế độ GSP, thuế quan tổng cộng. Hai cái chương trình này nó cùng có chung cái tên là rách nhưng mà là hai cái hệ thống hoàn toàn khác nhau. Đấy. Như vậy đi vào câu trả lời cụ thể, hàng của các bạn là đầu tiên có xuất xứ phải là được sản xuất tại Tây Ban Nha, đúng không ạ? Sau đó mới đi trên đường vào Việt Nam thì đến Singapore, đúng không? Ghé vào Singapore ở đấy một thời gian, sau rồi mới từ Singapore nhập khẩu về Việt Nam. Như vậy, để hàng hóa đó được coi là có xuất xứ của Tây Ban Nha và không làm thay đổi xuất xứ, thì theo
phần là quy tắc hàng hóa không thay đổi xuất xứ. Đấy. Và quy tắc vận chuyển trực tiếp thì hàng hóa từ Tây Ban Nha đi đến Singapore không được trải qua bất kỳ một công đoạn gia công chế biến nào ngoại trừ công đoạn bảo quản hàng hóa, đúng không? Và khi hàng hóa ở Singapore về Việt Nam thì hàng hóa ở Singapore phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Đấy. Thì lúc đấy hàng hóa mới đáp ứng được tiêu chí xuất xứ ban đầu là từ Tây Ban Nha vào Việt Nam. Xin cảm ơn anh. Tôi xin được nhường lại ưu tiên câu hỏi ở hội trường. Xin mời anh chị. Alo. Dạ, cho em hỏi là cái trong phụ lục 3 của nghị định 111/2020 á, là cái số 10 Vương quốc Tây Ban Nha trừ vùng lãnh thổ Sava và Melilla là nó không không nó nó ngoại trừ cái hai vùng này, nhưng mà lúc diễn giả hồi nãy là có nói là bao gồm cả hai vùng này, thì em không biết là cái nào đúng cái nào sai. Bạn đang nói hỏi về thuế nhập khẩu đúng không ạ? Không không, cái vùng lãnh thổ mà được hưởng Euro 1 giống ngoại trừ mấy 28 nước của EU á. Vâng. Yeah. Trong EVFTA về quy tắc xuất xứ và được nỗ luật hóa bởi cái thông tư 11 của Bộ Công Thương ấy, thì có quy định 4 vùng lãnh thổ đặc biệt, đúng không ạ? 4 vùng lãnh thổ đặc biệt. Thứ nhất là Ceuta và Manila. Ceuta và Manila là hai vùng này nằm trên đất của Bắc Phi. Về lãnh thổ địa lý là nằm trên là lãnh thổ của Bắc Phi. Nhưng mà nó là vần lãnh thổ bên ngoài quốc gia của Tây Ban Nha. Do đó, hiệp định cho phép là hàng hóa xuất khẩu từ Tây Ban Nha, từ Manila, từ Ceuta vào Việt Nam hoặc và ngược lại thì đều được xem xét để hưởng quy tắc xuất xứ nhá, theo EVFTA, đúng chưa? Thứ hai là hai cái quốc gia nhỏ bé mặc dù về vị trí lý nằm trong châu Âu, đó là Andorra nó nằm giữa biên giới Pháp và Tây Ban Nha, và San Marino nó nằm ngay phía đông bắc của Ý ấy. Đấy thì hai quốc gia này khi hàng hóa từ Việt Nam vào thì cũng được coi là có xuất xứ của Việt Nam. Riêng Andorra thì người ta chỉ cho phép là hàng hóa từ chương 25 đến chương 97 thôi, có nghĩa là từ chương 1 đến chương 24 là chương về nông sản thì không được hưởng. Còn đối với anh muốn nói về nghị định 111 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nghị định 111 người ta ghi là trừ về thuế. Vâng, cái này thì xin hỏi thêm về phía anh đại diện từ phía tổng hải quan, hải quan sẽ trả lời hơn. Bởi vì thuế nhập khẩu nghị định 111 là được cơ quan soạn thảo, đó là Bộ Tài chính và Hải quan trình lên chính phủ. Bạn có thể nhờ anh Thảo giải thích thêm về cái này ạ. Đúng rồi, trừ hai phần đó, nhưng mà CO được vẫn được cấp, nhưng mà trong cái nghị định 11 thì trừ hai vùng đó thì có CO thì có được hưởng ưu đãi không? Cái này là anh xem lại cái chỗ thông tư 11, cái điều khoản đặc biệt đó. Trong cái này nghị định 111 có không? Thông tư 11/2020 của Bộ Công Thương thì tại cái điều khoản đặc biệt có nêu về cái bốn vùng lãnh thổ ấy, thì ở trong này có vấn đề là gì, có liên quan có qua có lại, cái này chi tiết lại rồi lấy cái 20 rồi hai bên rồi. Có điều khoản có lại. Tây Ban Nha trừ
Đối với câu hỏi của doanh nghiệp thì tôi có ý kiến như vậy. Thực ra là cái thông tư 11/2020 của Bộ Công Thương là nội lực hóa cái hiệp định EVFTA. Còn cái nghị định 111/2020 của chính phủ ban hành là thực thi về thuế xuất nhập khẩu khi mà tham gia cái hiệp định. Thì nghị định ban hành nó là như thế nào chúng ta thực hiện như vậy thôi. Còn cái quy định về điều khoản đặc biệt trong thông tư này á, thì có những cái vấn đề thì cái này thì Bộ Công Thương trả lời được. Còn cái nghị định của chính phủ á, là áp dụng về thuế xuất nhập khẩu, thì trong này quy định đến điều khoản đối tượng nào thì chúng ta áp dụng đối tượng đó. Tại vì theo như cái hiệp định này người ta nói là bốn vùng lãnh thổ này cũng không được xem là nước thành viên. Chỉ có là anh chị đọc điều 35 của thông tư 11 á, nó cũng nêu vấn đề này. Tuy nhiên á, là giống như anh Bình nêu á, là người ta xem xét cái vấn đề xuất xứ là xuất xứ của những cái vùng này được hiểu như vậy thôi. Còn chi tiết cụ thể là các theo pháp luật của các nước thành viên thì hiện nay là theo nghị định 111 thì chúng ta cứ áp dụng theo cái những vùng lãnh thổ mà trong nghị định 111 chấp nhận. Thì cái này thông tư này do Bộ Công Thương ban hành thì chứ đâu phải bên hải quan không nắm được cái này đó. Cái này thì còn lưu ý với anh chị là khi các nghị định ban hành thì chúng ta lưu ý là kể cả giống như những nghị định trước đây về ban hành biểu thuế của liên quan các hiệp định khác đó, thì trong hiệp định ghi như thế nào thì chúng ta thực thi như vậy. Ví dụ như trong hiệp định mà đối với hiệp định mà liên quan đến biểu thuế của ATIGA thì trong đó nói là hàng hải quan đối với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở ngoặc ra là trừ khu phi thuế quan hay gì đó thì những vùng đó là quy định cụ thể là chúng ta áp dụng, chứ chúng ta đừng có hình dung là ở Việt Nam là thuộc các nước ASEAN thì chúng ta áp dụng chung, nhưng mà có những cái vùng người ta sẽ loại trừ. Tương tự như vậy, nghị định 111 này là ban hành về biểu thuế xuất khẩu được hưởng ưu đãi của hiệp định thì người ta nói vùng nào thì chúng ta áp dụng vùng đó. Vâng, xin cảm ơn anh. Và tôi nhận được khoảng 5 câu hỏi qua nền tảng Zoom. Tôi xin phép được đọc thêm một câu hỏi nữa là dành cho diễn giả. Quý diễn giả cho biết là việc sử dụng REX và EWR1 là độc lập hay khi EWR1 có hiệu lực thì REX không còn hiệu lực nữa, và khi nào EWR1 sử dụng cơ chế tự động như REX? Vâng, xin phép trả lời của doanh nghiệp. Thứ nhất, REX và EWR1 là hai cơ chế chứng nhận xuất xứ khác nhau. REX theo GFP, đúng không ạ? Trước đây, trước ngày 1 tháng 8 thì chúng ta có chế độ là thuế quan phổ cập, gọi tắt là GFP, tức là EU cho Việt Nam được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan theo thuế phổ cập theo GFP. Thì và EU cũng đã yêu cầu Việt Nam là thực hiện việc thực hiện đăng ký tự chứng nhận xuất xứ từ Việt Nam vào EU theo chế độ REX. Đấy, REX là một phương thức bên cạnh cấp C form A đến hết 31 tháng 12 năm nay. Như vậy, nếu các anh chị mà muốn xin form A, muốn hưởng hàng hóa ưu đãi theo GFP thì các anh chị có thể xin REX hoặc form A. Riêng form A thì đến 31 tháng 2 năm nay. Còn REX, GFP sẽ có hiệu lực 2 năm nữa kể từ ngày 1 tháng 8. Như vậy là 1 tháng 8 năm 2020 đến 1 tháng 8 2020 thì song song với việc thực hiện chế độ ưu đãi theo EVFTA thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn là GFP hoặc REX hoặc A hoặc EUR1, đúng không ạ? Các anh chị có thể chọn trên cơ sở thuế của REX, thuế của GFP hay thuế của EVFTA, mức thuế nhập khẩu nào ưu đãi hơn thì doanh nghiệp lựa chọn, hoặc quy tắc xuất xứ của GFP hay của EV, quy tắc làm nào dễ đạt hơn thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn. Về câu hỏi thứ hai là bao giờ Việt Nam mới thực hiện chế độ tự chứng nhận xuất xứ toàn bộ, đúng không ạ, đi vào EU, thì cái này
chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi này và chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đấy. Còn với cá nhân tôi, chúng tôi chưa thể trả lời được câu hỏi này anh chị nhá, và chúng tôi sẽ trả lời các anh chị trong một tương lai nào đó. Vâng, xin cảm ơn anh. Và một câu hỏi tiếp theo là doanh nghiệp em muốn hỏi rằng bên em mua hàng từ nhà cung cấp ở Trung Quốc, nhà cung cấp ở Trung Quốc mua lại hàng hóa ở các nhà cung cấp ở EU, họ mua với số lượng lớn và sau khi nhập hàng về Trung Quốc họ chia nhỏ nhiều lô hàng để bán cho Việt Nam. Vậy trong trường hợp này hàng có xuất xứ EU, doanh nghiệp phải cung cấp những chứng từ gì để hưởng ưu đãi cho hàng có xuất xứ từ EU? Vâng, cảm ơn chị. Lại một câu hỏi nữa về hàng nhập, đúng không? Về thủ tục hàng nhập, đúng không? Tức là một nhà thương mại của Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa của EU, đúng không? Sau đó từ EU, từ Trung Quốc vào Việt Nam. Thưa anh chị, nếu hàng vào Trung Quốc mà vào Việt Nam mà xin CO từ Trung Quốc thì chắc chắn không được đâu. Bởi Trung Quốc không phải là thành viên của EVFTA. Mà muốn được xin CO thì thứ nhất, như phần trình bày của chúng tôi trước đây chúng tôi có nói, hàng hóa phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan tại Trung Quốc. Đấy, sau đó có thể là chuyển về Việt Nam hoặc có thể chia nhỏ lô hàng. Đấy, nhưng cơ quan có thẩm quyền hoặc là nhà xuất khẩu của nước ban đầu của EU đấy, mới xin được CO, và lúc đó chúng ta phải lại quay lại từ đầu xin CO đấy theo chế độ REC từ nhà xuất khẩu ban đầu của EU đấy, đi vào Việt Nam. Và thủ tục thì hải quan Việt Nam sẽ xem các chứng từ mà làm thế nào mà hàng hóa đó vào đến Trung Quốc rồi từ Trung Quốc đến Việt Nam là vận chuyển trực tiếp, đúng không? Đáp ứng nguyên tắc lãnh thổ, không thay đổi về xuất xứ thì mới được coi là hàng đáp ứng tiêu chí theo EVFTA. Vâng, xin cảm ơn anh. Và xin ưu tiên một câu hỏi ở hội trường ạ. Xin mời anh chị. Vâng, nếu vậy thì chúng tôi xin đọc thêm một câu hỏi ở nền tảng Zoom dành cho quý diễn giả. Câu hỏi như sau: chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do bên nhà xuất khẩu xác nhận không ký tên, ghi tên, .. vân vân. Vậy nhà nhập khẩu cần làm gì để đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận xuất xứ này không bị từ chối? Theo thông tư 11 có quy định về chứng từ tự nhận xứ, thì chị Nghĩa cũng đã trình bày với chúng ta rồi, chứng từ tự nhận xuất xứ đi từ Việt Nam đúng không? Được thể hiện trên một là hóa đơn thương mại invoice hoặc là phiếu giao hàng hoặc click hoặc một chứng từ thương mại tương đương. Bill không phải là chứng từ từ tự nhận xuất xứ. Đấy. Thì trên giả sử nhà xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu một lô hàng có trị giá 6.000 euro trở xuống vào EU và nhà xuất khẩu Việt Nam được quyền tự chứng nhận xuất xứ thì nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ phát hành một invoice, đúng không? Ghi tên nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, số invoice, trị giá và tên đó có ghi, đấy, có ghi tên hàng và xuất xứ đạt là Việt Nam. Và không cần phải ghi là ngày tháng năm nữa, bởi vì cái phần tự chứng nhận xuất xứ là một phần nội dung mà nó nằm ở trên invoice rồi, mà invoice thì có số, có ngày rồi, có chữ ký rồi, thì không nhất thiết phải ký hai chữ ký, hai ngày tháng năm trên một văn bản. Vâng, cảm ơn. Và một câu hỏi nữa đến từ một quý vị doanh nghiệp đang xem livestream trên fanpage của Cục Xúc tiến Thương mại. Cho em hỏi chương 62 với quy tắc áp dụng dệt vải đổi may mở bọc bao gồm cả công đoạn cắt, mình chỉ cần phải chứng minh vải chính có xuất xứ, còn vải lót có cần phải chứng minh xuất xứ không ạ? Theo quy tắc xuất xứ quả dệt may ở chương 62 là chương dệt may đối với sản phẩm dệt thoi thì có quy tắc là dệt vải rồi may bao gồm công đoạn cắt. Thì thưa các anh chị, nguyên liệu ở đây theo quy định của EU mà hướng dẫn là bao gồm nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, bao gồm nguyên liệu được thể hiện ở mặt ngoài
và nguyên liệu thể hiện ở mặt trong có HS từ chương 50 cho đến chương 63. Các nguyên liệu khác mà tham gia vào sản xuất hàng dệt may nhưng không có HS trong chương trong nhóm từ 50 đến 63 thì được coi là có xuất xứ và không cần xem xét đến. Tôi nói ví dụ cái nút áo, đúng không? Nút áo thì không cần xem xét đến. Cái dây kéo, đúng không? Dây kéo của số tuy cũng không cần xem xét đến, coi như có xứ. Hoặc là cái móc sắt ấy, khi mà áo quần thì những vẫn nguyên liệu đó không cần xem xét đến. Vâng, xin cảm ơn anh. Và thêm một câu hỏi nữa, các quý vị sẽ được xem qua nền tảng Zoom được khá nhiều câu hỏi. Cho em hỏi về CEO hàng xuất khẩu. Nếu trên 6.000 euro, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ làm form EUR1, còn nếu dưới 6.000 euro thì doanh nghiệp có thể chọn một trong hai cách tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP hoặc là tự chứng nhận xuất xứ theo EVFTA, đúng không ạ? Và khác nhau giữa tự chứng nhận xuất xứ theo GSP và EVFTA khác nhau như thế nào? Có sự khác nhau về phần trăm thuế nhập khẩu giữa hai loại chứng nhận này không ạ? Vâng. Trước hết để trả lời câu này tôi sẽ nói cái phần phía sau mà bạn hỏi trước. Thứ nhất nó nói về thuế. GSP là thuế quan phổ cập. Đấy, có mang tính đơn phương mà EU lâu nay cho Việt Nam mình hưởng. Đơn phương một chiều tôi cảnh nhá, chỉ có hàng từ Việt Nam xuất vào EU thế mới được EU cho hưởng thuế quan ưu đãi GSP. Thì lâu nay chúng ta chỉ form A và gần đây nữa là EU yêu cầu phải thực hiện một cái chế độ là doanh nghiệp đăng ký tự chứng nhận xuất xứ, gọi chung là REC. Đấy, đó là thì vì cái thứ hai nữa là EVFTA. EVFTA là một hiệp định song phương giữa Việt Nam và EU, do đó hàng hóa lưu thông hai chiều sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt, đúng không ạ? Về lâu về dài thuế của EVFTA chắc chắn sẽ ưu đãi hơn so với GSP. Tuy nhiên, tại thời điểm sau ngày 1 tháng 8, khi EVFTA có lực, một số mặt hàng, thì theo GSP vẫn có ưu đãi hơn so với EVFTA. Do đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn là, như tôi nói cái nãy, là xin rách hay là xin EVFTA đều được. Đấy. Còn form thì các anh chị biết rồi, như nãy giờ các diễn giả đều giới thiệu với chúng ta rồi. EU và từ Việt Nam và EU, đúng không? Mặt hàng nào có trị giá trên 6.000 euro thì doanh nghiệp có quyền xin CO EUR1. Mặt hàng nào có trị giá từ 6.000 euro trở xuống thì doanh nghiệp được quyền tự chứng nhận xuất xứ. Tuy nhiên, dù mặt hàng có 1 đô, 2 đô thì nếu doanh nghiệp có yêu cầu xin EUR1 thì các tổ chức cấp sâu vẫn cấp sâu EUR1. Đây là. Dạ, xin cảm ơn anh. Vâng, quý vị doanh nghiệp, ta có thêm câu hỏi cho diễn giả không ạ? Chúng tôi có nhận thêm được một câu hỏi. Dạ, cho em hỏi cái này thì cái ý nhỏ thôi. Dạ, tại cái nghị định 111 á là nó về cái biểu thuế xuất nhập khẩu. Vì nó không có nói phân biệt là tự chứng nhận xuất xứ hay là EUR1 hết, vậy là biểu thuế được áp dụng chung luôn hay như thế nào? Vâng. Dạ. Tại vì giống như mình thằng sức đi mình sẽ hỏi cần Sony là cần form nào mình sẽ cấp, còn bây giờ hàng nhập về của mình không có cái nhiều cái tiêu chí lựa chọn, mình 111 mới ra nó chỉ nói là hàng từ châu Âu về là áp dụng thuế đó, nó không phân biệt là tự chứng nhận hay là EUR1 gì hết. Vậy là nó được hưởng như nhau hay như thế nào? Vâng, cũng xin trả lời câu hỏi của bạn Thúy. Việc cấp số theo EUR1 hay tự chứng nhận xuất xứ là hình thức chứng nhận xuất xứ, đúng không ạ? Đây là hình thức chứng nhận xuất xứ. Còn việc mà được hưởng ưu đãi hay không là cái hàng hóa có đáp ứng tiêu chí hay không, đúng không? Người ta căn cứ trên hàng hóa, trên HS hàng hóa để được hưởng thuế, chứ người ta không căn cứ cái hình thức của CO. Về hình thức EUR1 hay tự chứng nhận xuất xứ đều có giá trị như nhau.
Vâng, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn quý vị diễn giả. Và chúng tôi xin được ưu tiên một câu hỏi cuối cùng dành cho quý vị doanh nghiệp như sau. Trên hỏi hiện tại form CO LVR1 bị sai màu nền màu xanh tức bị màu xanh biển và được phía EU chấp nhận mẫu này đến 31 tháng 12 2020. Vậy sau thời gian trên thì phía Bộ Công Thương sẽ phát hành CO có màu nền đúng là xanh lá cây hay sẽ áp dụng chính thức form CO màu xanh biển luôn ạ? Vâng. Một câu hỏi mà bạn vừa trả lời rồi, đúng không? EU đã có văn bản là chấp thuận cho các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta sử dụng form mà chúng ta đang gấp bên đây là có cái màu vân hay là gọi là màu họa tiết ấy, là màu xanh dương hiện tại, và hạn chót sử dụng cái form này là 31 tháng 12 2020. Đấy, cho nên chúng ta cứ thoải mái vô tư mà sử dụng form này và khỏi băn tăn gì cả anh chị nhá. Và EU đã gửi thông báo cho tất cả hải quan của 28 nước thành viên rồi. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì sẽ có một cái form mẫu vẫn vậy thôi, chỉ có một khác một chút là cái họa tiết đấy, là màu sẽ màu xanh lá cây, sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Quỳnh. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý vị doanh nghiệp đã tham dự chương trình thảo. Xin được cảm ơn các vị diễn giả. Xin cảm ơn anh Phan Minh Thảo, Phó Phòng Giám sát Quản lý Hải quan, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Ngọc Bình, Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương. Bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa, Phó Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã đến tham dự cùng chia sẻ với chúng ta những nội dung trong ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn và xin được hẹn gặp quý vị doanh nghiệp trong những chương trình sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, cũng xin nói một thêm một vài câu nữa về thuế nhập khẩu thuộc hải quan hay là về quy tắc xuất xứ là những vấn đề rất là quan trọng đối với chúng ta, đúng không ạ? Với một thời lượng trong một buổi, tôi e rằng là chúng tôi chưa thể làm hài lòng được quý vị, cho nên chúng tôi cũng mong các quý vị thông cảm. Chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm về chương trình mà đào tạo về xuất xứ. Nói chung thì chúng tôi thường chạy một chương trình trong một hiệp định là một ngày. Thì cũng tại hội trường này, vào ngày thứ bảy tới đây, tức là cách đây 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức một lớp tập huấn cho doanh nghiệp đấy về xuất xứ hàng hóa trong EVTB và diễn ra vào lúc 8:30 và kết thúc vào lúc 6:30 chiều. Nếu các anh chị quan tâm thì mời các anh chị cùng đến tham dự. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại ạ.